Tất cả những tội lỗi mà tôi đã gây ra trong quá khứ đều bắt nguồn từ lòng tham, sự giận dữ và sự ngu si vô tận gây ra. Loài người luôn thích đặt lý trí và dục vọng vào hai phía đối lập, phàm phu tục tử muốn dùng Phật pháp để tìm kiếm sự phân biệt đúng sai, cầu phước tránh họa, mà không biết rằng trong lúc họ tìm kiếm phước lành và tránh họa, họ đã vô tình gieo rắc mầm họa, mãi mãi bị vòng luân hồi của nhân quả trói buộc. Vụ án khó nhằn mà Khôn Thái đang đối mặt cũng là như vậy. Người phụ nữ trong đoạn ghi hình có ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng gương mặt của cô ấy lại toàn vẻ mệt mỏi và yếu đuối. Cánh tay run rẩy mãnh liệt, không tự chủ được mà cúi người về phía trước, dù lời nói có vẻ nhợt nhạt nhưng lại có thể gây ra sự vướng mắc và tổn thương sâu sắc cho người khác. Người phụ nữ này tên là Aon, độc thân, là ca sĩ hát ở quán bar. Cô ấy vào đêm thứ tư như mọi khi, sau khi quán đóng cửa thì đi đến ga tàu điện ngầm để chờ tàu. Aon vừa muốn kiểm tra điện thoại thì một bàn tay vô hình đẩy cô ấy xuống đường dây tàu điện ngầm. Nếu không nhờ vào sự cứu giúp kịp thời của Tô Thái, có lẽ lúc này cô đã trở thành hồn ma dưới đường dây. Khôn Thái thực sự không hiểu lời giải thích của Aon, dù đã kiểm tra camera giám sát và thấy rằng bệnh viện không có ai, nhưng đối phương lại biểu hiện rất thực tế. Sau khi vụ án tạm thời được đình chỉ một tuần, một sự kiện phụ nữ có ý định quyên sinh xảy ra ở Bangkok. Theo lời kể của chồng nạn nhân, trước khi qua đời, nạn nhân từng nghe những bài kinh tương tự. Cảnh sát trưởng cảm thấy sự việc quá kỳ lạ nên đã yêu cầu Khôn Thái đi mời Đường Nhân, nhưng không ngờ không mời được Đường Nhân, lại thay vào đó mời được học trò của Đường Nhân. Một người 3 tháng trước còn là giáo viên hóa học, một chàng trai lạnh lùng với vẻ ngoài ngơ ngác nhưng đáng yêu, Lâm Mặc, người được biết đến với biệt danh Lâm Hắc Huyền. Cảnh sát trưởng nghi ngờ khả năng giải quyết án của Lâm Mặc. Nhưng Lâm Mặc đã dùng khứu giác và suy luận từ những chi tiết nhỏ để biết rằng trước đó giám đốc đã đến chùa Ajun để cầu nguyện và đốt hương, sau đó còn một mình thưởng thức món bắp nướng. Trong cuộc trò chuyện video với Đường Nhân, Lâm Mặc biết được rằng hiện tại mình còn nợ sở cảnh sát Thái Lan 19 nhiệm vụ. Điều này có nghĩa là khi sư phụ của anh đang ở Mỹ và anh phải tiếp nhận vụ án này. Do vụ án rơi lầu đã được chuyển giao, Khôn Thái dẫn Lâm Mặc đi gặp nữ cảnh sát Sasa. Sasa đã được điều từ tổng cục đến đây đặc biệt để hợp tác giải quyết án với Lâm Mặc, nhưng Lâm Mặc không hề biểu thị lòng biết ơn mà chỉ tập trung toàn bộ tâm trí vào nạn nhân A Thủy. A Thủy là người Thái gốc Hoa, cũng là chủ của chuỗi khách sạn Quần Quang. Cô đã đến sân thượng một mình vào rạng sáng ngày 15 tháng 8 và nhảy múa cầu nguyện thần Bờ Gia Ha phù hộ, sau đó muốn đăng xuất tự hủy, quyên sinh tại chỗ. Do báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ phát hiện ra một số dư lượng của thuốc chống rối loạn lo âu trong máu, ngoài ra không có gì bất thường. Lâm Mặc đành phải theo Sasa đi thăm chồng A Thủy là Tần Tuấn và qua mùi nước khử trùng phát hiện ra anh là nha sĩ. Tần Tuấn cho biết trước khi qua đời, A Thủy thường xuyên bị các hiện tượng siêu nhiên quấy rối, thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm và nói rằng cô nghe thấy tiếng niệm kinh bên tai. Ban đầu Tần Tuấn nghĩ A Thủy chỉ mắc chứng rối loạn lo âu và thậm chí bắt đầu dùng thuốc điều trị rối loạn lo âu, nhưng tình trạng chỉ kéo dài được 3 tuần, bệnh càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí một ngày nào đó còn cầm dao chĩa vào bản thân. Cả hai vợ chồng đã nghĩ đến việc đến đền thờ cầu nguyện, không ngờ vừa xuống xe, cánh tay của A Thủy bỗng cháy lên, mọi người cùng nhau dập tắt lửa mới thoát nạn. Trên đường về, A Thủy trở nên rất xúc động, cho rằng mọi chuyện đều là sự trả thù của thần Bờ Gia Ha đối với chúng ta. Dù Tần Tuấn tò mò không biết tại sao A Thủy lại nói chúng ta, nhưng anh không tin vào chuyện ma quỷ và do đó không tiếp tục điều tra. Cho đến khi vợ mất, Tần Tuấn mới thực sự cảm nhận được nỗi buồn, tuyệt vọng, thậm chí là niềm tin bị phá hủy hoàn toàn. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, Lâm Mặc cố gắng suy đoán suy nghĩ và động cơ của nạn nhân. Sau đó anh thấy một bức ảnh chụp chung của các cô gái nơi anh từng dạy học trường trung học Lộc Minh, trong đó có A Thủy và Aon. Bởi vì Lâm Mặc tìm thấy trong tủ đồ mới một túi nhựa có in tên phòng khám tâm lý Kameng, anh và Sasa liền theo địa chỉ tìm đến. Bác sĩ tâm lý trông có vẻ là một người đàn ông hành động kỳ quặc và buồn cười, mặc dù không thể hỏi ra bất kỳ thông tin hữu ích nào, nhưng anh ta có thể sử dụng thôi miên để đọc được Lâm Mặc có chấn thương tâm lý. Chủ quán bar Sao La nghe hai thám tử muốn điều tra Aon, vẻ mặt có chút phức tạp, trực tiếp nói rằng trước đây Aon từng bị quỷ bóp cổ. Mọi người hoảng hốt khi nhìn thấy dấu tay trên cổ Aon. Aon sau đó đã ngất xỉu. Sau sự việc này dù đã tìm pháp sư nhưng vẫn không ích gì, khiến chủ quán suốt ngày sống trong sợ hãi, muốn sa thải Aon. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Aon đến quầy bar trò chuyện. Do trước đó thường xuyên xảy ra những chuyện lạ, khiến cô thường xuyên phải dùng thuốc lá để giảm bớt căng thẳng. Lâm Mặc ân cần tặng sô cô la, không những khiến Sasa không hài lòng mà còn khiến Aon có chút xúc động, dần dần thay đổi thái độ, chỉ ra hai cô gái khác trong ảnh là Địch Nam và Cha Nhã. Bốn người họ thời trung học rất thân như chị em và A Thủy có cuộc sống hạnh phúc hơn ba người còn lại nên cô ấy không thể tự hủy. Lâm Mặc nhận ra Aon đang cố ý giấu giếm sự thật về việc bị quỷ bóp cổ, ngay lập tức ngắt lời Sasa, kết thúc cuộc trò chuyện và cáo biệt ra về. Sasa nghĩ rằng Lâm Mặc thích Aon, không khỏi nổi lên cảm xúc và khi cô bắt đầu nghi ngờ Aon chính là hung thủ. Sở cảnh sát Thái Lan đột ngột gọi điện, một trong bốn chị em là Địch Nam đã báo cáo về việc cô ta gặp phải sự việc tương tự vào đêm nay. Là một trong bốn chị em cùng lớp, Địch Nam và A Thủy có chút khác biệt. Chỗ ở của Địch Nam trông giản dị và mộc mạc hơn nhiều và tính cách của cô cũng tương đối thẳng thắn và cảm tính hơn. Cô thích nói chuyện gần gũi với Lâm Mặc và cũng sẽ mắng các sĩ quan cảnh sát Thái Lan vì sự vô trách nhiệm của họ khi uống rượu, dù cũng đang phải chịu đựng sự quấy rối của thần Bờ Gia Hà. Nhưng chỉ đơn giản tóm tắt cách mình bị nâng lên khi đang ngủ và ngay sau đó, trên trần nhà xuất hiện dấu tay khớp với kích cỡ bàn tay của mình. Lâm Mặc sau khi quan sát kỹ lưỡng phát hiện ra rằng dấu tay là do cho nhang để lại, nhưng loại cho nhang này thường chỉ thấy ở trong chùa. Địch Nam bất ngờ thông báo rằng Cha Nhã gặp nạn, ngay lập tức ba người vội vã đến bệnh viện. Cha Nhã, người bị bệnh về mắt và là người nhút nhát, dễ bị tổn thương nhất trong bốn người, đã sống một mình trong căn hộ cho thuê sau khi ly hôn với chồng cũ vì bị đánh đập.
Ban đầu, cô cho rằng tiếng lần chàng hạt vọng xuống từ tầng trên là do sự co giãn của thép và bê tông. Nhưng những ngày sau đó, cô thường xuyên bị chàng hạt tấn công, thậm chí có vô số bàn tay ma quỷ từ phía sau sờ cổ mình, cho đến khi hàng xóm phát hiện mới thoát nạn. Mặc dù sau đó chủ nhà đã thuê người kiểm tra toàn bộ hệ thống cống của tòa nhà, nhưng vẫn không thể giải thích số lượng lớn chàng hạt kia từ đâu mà có. Do tất cả bốn chị em đều ít nhiều có liên quan đến thần Bờ Gia Ha, Lâm Mặc cố gắng tìm kiếm mối liên hệ giữa các vụ việc bị hại. Tuy nhiên, ngoại trừ việc tốt nghiệp cùng lớp và có mối quan hệ thân thiết, bốn người trong cuộc sống có sự chênh lệch về địa vị xã hội và không có quá nhiều giao tiếp. Sau khi rời bệnh viện, Địch Nam và Aon đã ngẫu nhiên uống vài ly tại quán bar và trong khi lái xe về nhà, radio trong xe bất ngờ phát những bài kinh Phật chói tai. Tiếp theo đó, xe tăng tốc mất kiểm soát, cả người lẫn xe lao xuống sông, tượng thần Bờ Gia Ha màu vàng dần dần nổi lên từ dưới nước. Không chịu nổi áp lực dư luận, giám đốc sở cảnh sát quyết định tổ chức một buổi lễ Phật giáo để kết thúc vụ án. Xa xa không muốn kết thúc mọi chuyện một cách vội vã và hy vọng họ có thể mở lòng nói ra nguyên nhân. Aon và Địch Nam sau khi suy nghĩ kỹ càng, quyết định tiết lộ mối liên hệ giữa họ và bức tượng thần. Vào năm thi đại học, mọi người không muốn bị chia cắt nên đã hẹn ước cùng nhau thi vào đại học Bangkok và đã đi cầu nguyện tại đền thờ thần Bờ Gia Ha, hứa hẹn sẽ nhảy múa bày tỏ lòng biết ơn sau khi thi xong. Tuy nhiên mấy tuần sau đó, cả bốn bọn họ đều cùng lúc mắc thương hàn nghiêm trọng và cuối cùng hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội thi đại học. Không thể theo đuổi giấc mơ học vấn như dự định, bốn chị em đã đến trước tượng thần tỏ bày sự tức giận, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Và 10 năm sau, họ mới nhận ra rằng tất cả những gì xảy ra đều do họ đã xúc phạm thần Bờ Gia Ha và bây giờ phải nhận lấy sự trừng phạt. Sau khi rời phòng thẩm vấn, Địch Nam yêu cầu cảnh sát cung cấp bảo vệ vì rằng mạng người là quan trọng nhất. Cảnh sát trưởng cảm thấy khó xử, muốn chờ sau cuộc họp mới thông báo, nhưng nội dung thảo luận không có gì bổ ích. Lại càng khiến hai cảnh sát trẻ bắt đầu suy đoán về các chuyện liên quan đến ma quỷ, khiến cho cảnh sát trưởng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quyết định tổ chức buổi lễ Phật giáo trước thời hạn. Aon cảm thấy thất vọng và rời khỏi sở cảnh sát, và ngay dưới ánh mắt của mọi người, suýt nữa cô bị biển quảng cáo từ tầng trên rơi trúng. Lâm Mặc vội vàng chạy đến tòa nhà, khi đến nơi trên sân thượng đã không thấy bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào, chỉ ngửi thấy mùi lạ trên mảnh gỗ đứt. Buổi lễ được tổ chức như đã định, không chỉ thu hút giới truyền thông đua nhau đưa tin mà còn có nhiều người dân đứng xem và bàn luận. Pháp sư thực hiện nghi lễ một cách nghiêm túc, Aon và Địch Nam cầu nguyện một cách thành kính, chỉ có Lâm Mặc trong đám đông lại một lần nữa ngửi thấy mùi gỗ kia. Nhưng mùi hương chợt biến mất không dấu vết, điều này khiến anh dần có đầu mối và quyết định rời khỏi buổi lễ, muốn đến trường trung học Lộc Minh để tìm hiểu rõ ràng. Trường trung học Lộc Minh là ký ức của Lâm Mặc, cũng là nơi khởi nguồn ác mộng của anh. Học sinh ở đây khiến cho hiệu trưởng phải sợ hãi khi nhắc đến. Bàn học, hành lang, phòng thí nghiệm, mọi nơi có thể thấy đều có thể tồn tại những rủi ro không lường trước được. Là một giáo viên thế vị mới đến, có thể ngây ngô nhưng không thể ngu dốt, bị nhóm học sinh quỷ quyệt bắt nạt là điều không thể tránh khỏi, muốn tự cứu mình thì phải hơn họ một bước. Cũng như hôm Lâm Mặc bị nhốt trong phòng y tế, dù khói đầy phòng nhưng anh vẫn bình tĩnh sử dụng công thức hóa học để phá cửa sắt, từ đó trở thành giáo viên nổi tiếng trong trường. Giờ đây, khi Lâm Mặc trở lại trường Lộc Minh, hiệu trưởng vui mừng khôn xiết, không chỉ muốn giữ anh lại với mức lương gấp 3 lần, thậm chí còn nhầm Sa Sa là bạn gái của Lâm Mặc. Về vụ án gần đây của bốn chị em, hiệu trưởng không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ A Thủy học giỏi, A Ôn học bình thường, họ từng có chuyện với một nam sinh tên là Bùi Thiện. Trong học kỳ 2 năm lớp 11, A Ôn tỏ tình với Bùi Thiện nhưng bị từ chối, A Thủy công khai bày tỏ bất bình cho A Ôn. Từ đó, Bùi Thiện bị bạn bè xa lánh, sau khi tốt nghiệp đã không còn liên lạc, còn bốn chị em thì thất bại trong kỳ thi đại học, A Thủy sau đó bay sang nước ngoài du học. Hiệu trưởng tìm được ảnh của Bùi Thiện, Lâm Mặc đang dùng điện thoại chụp lại, bên ngoài cửa sổ hai học sinh thì thầm với nhau, tiếp theo là thông báo qua loa phóng thanh. Nếu như lần trước Lộc Minh mang đến cho Lâm Mặc ác mộng về bị bắt nạt, thì lần này là cảnh hàng trăm học sinh trong trường chạy theo anh khắp hành lang, thể hiện tình yêu của họ dành cho giáo viên Lâm Hắc Huyền. Giải quyết một vụ án giống như việc sử dụng khứu giác, chỉ có thể tìm ra điểm yếu khi cẩn thận suy ngẫm lại từng chi tiết. Lâm Mặc cho rằng thông tin hiện tại mà anh biết có thể chỉ là ảo ảnh, muốn biết sự thật ẩn giấu sau những ảo ảnh đó, có lẽ có thể tìm thấy manh mối từ đám tang của A Thủy. Tại buổi tưởng niệm, Tần Tuấn phát biểu điếu văn một cách đầy tình cảm, cho đến khi nghe nói rằng dù vụ án đã kết thúc nhưng cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại, vẻ mặt của anh ta cuối cùng cũng biến sắc. Lâm Mặc từ cơ thể của anh ta cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Trong khi đó, Bùi Thiện đột ngột lao về phía Tần Tuấn, muốn hành động hung hăng, Lâm Mặc kịp thời phát hiện và ngăn chặn được anh ta. Bùi Thiện vứt bỏ dao găm và bỏ chạy vào chợ, nơi có nhiều cửa hàng và người bán hàng, việc tìm kiếm dấu vết gần như là không thể. Lâm Mặc dùng mùi hương để xác định hướng đi, tuy nhiên, vừa mới đuổi kịp đã bị chặn đường. Sở cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh truy nã, nhưng Lâm Mặc biết Bùi Thiện không phải là thủ phạm thực sự, bởi vì người này có tính cách bốc đồng, khó có thể lập ra một âm mưu đăng xuất người cẩn thận như vậy. Huống chi trước đó anh đã ngửi thấy mùi nước khử trùng trên mảnh gỗ bị đứt trên sân thượng. Một mùi hương mà thực ra chỉ nên xuất hiện trên người Tần Tuấn, tại sao lại có thể xuất hiện trên biển quảng cáo suýt chút nữa rơi vào Aon? Hiện tại, nghi phạm đã bị chỉ đích danh, công việc cần làm bây giờ là tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Trong nhà Bùi Thiện trưng bày các tượng thần Bờ Gia Ha có kích thước khác nhau, tường treo đầy ảnh chụp chung của trường Lộc Minh. Lâm Mặc tìm thấy trong cuốn album quà của Aon, Địch Nam, Cha Nhã một tờ giấy thử nước hoa. Trên đó còn sót lại mùi hương của nước hoa hồng với hương thơm cuối cùng là mùi cỏ xả, và loại nước hoa này đến từ một hãng của Pháp, biểu tượng cho tình yêu không thể nói ra. Quả nhiên, Lâm Mặc và Sa Sa lợi dụng đêm tối đi rình mò, cuối cùng đã bắt được Bùi Thiện tại nghĩa trang. Bùi Thiện theo họ đến quán ăn vỉa hè,
chủ động thừa nhận rằng bản thân và A Thủy từ thời đi học đã có tình cảm với nhau. Sau đó vì sự can thiệp của A Ôn mà A Thủy giấu tình cảm vào trong lòng, cho đến buổi họp lớp 3 tháng trước, tình cũ lại nổi lên, trong lúc nhiệt huyết họ đã vượt qua ranh giới của mình. Chồng A Thủy có vẻ như có quan hệ ngoài hôn nhân, vì thế cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc, thậm chí còn muốn ly hôn. Tuy nhiên, ngay sau khi cô nói ra điều này, tin dữ đã bất ngờ đến. Bùi Thiện đã nghĩ đến việc gửi báo cáo nghi ngờ Tần Tuấn cho cảnh sát, nhưng cảnh sát lại có một loạt bằng chứng chứng minh A Thủy tự hủy. Anh không thể chấp nhận và quyết định dùng cách của mình để trả thù Tần Tuấn. Dù Bùi Thiện đã từ chối A Ôn khi học, nhưng anh không nghĩ A Ôn vô tội. Trái lại, bây giờ nhìn lại, cô ấy dường như là người mưu mô nhất. Trong buổi họp lớp, A Thủy đã mua quà cho ba chị em kia, trên bề ngoài họ vui vẻ. Nhưng Bùi Thiện khi đi ngang qua nhà vệ sinh đã nghe thấy ba chị em đang bàn tán sau lưng A Thủy, thậm chí còn vứt quà vào thùng rác. Lâm Mặc muốn tìm kiếm quà ở nhà vệ sinh của nhà hàng tổ chức buổi họp lớp, nhưng bà lao công nhầm anh là kẻ biến thái. May mắn là Sa Sa kịp thời xuất trình thẻ cảnh sát để giải quyết hiểu lầm. Bà lao công nói rằng bà chưa bao giờ nhặt được đồ đắt tiền, họ tưởng rằng việc tìm kiếm đã bị gián đoạn, không ngờ nước hoa hàng hiệu trên người nhân viên phục vụ lại thu hút sự chú ý của Lâm Mặc. Nhân viên phục vụ tiết lộ về ba hộp quà cô nhận được và cô đã nghe thấy A Ôn có vẻ muốn tiết lộ một số sự thật với hai người kia trong nhà vệ sinh. Trong đêm đó, gió thổi cỏ lay cũng khiến lòng người bất an, tượng thần dường như lại hiện hình mang theo lời nguyền. Lâm Mặc cùng với cảm xúc của mình tái hiện lại tất cả những sự kiện siêu nhiên mà ba chị em đã trải qua, kết quả lại là điều không ngờ tới. Địch Nam rơi từ tầng cao quyên sinh, sự ra đi có điểm tương đồng với A Thủy, hiện trường vụ án không có gì bất thường, ngược lại, A Ôn dường như mất hồn, ngồi im tại chỗ. Bầu không khí trong phòng thẩm vấn ảm đạm và ngột ngạt, mọi người trong sở cảnh sát đều lại rơi vào tình trạng lo lắng vì vụ án mạng này. Mỗi lời A Ôn nói như là sự thật, không chỉ làm rõ nghi ngờ trong lòng mọi người mà còn tái hiện lại hình ảnh ký ức. Sau buổi lễ Phật giáo, cuộc sống dần trở nên bình thường khi mọi thứ sắp trở về với vòng lặp ban đầu. Địch Nam lại một lần nữa bị lời nguyền của thần Bờ Gia Ha ám, tiếng kinh Phật trong tai càng thêm đáng sợ. Cô gần như sụp đổ tinh thần, muốn cùng A Ôn đồng quy vô tận. Tuy nhiên, vào thời khắc quan trọng, cô đã trượt chân rơi xuống từ ban công. Tình chị em sâu đậm của A Ôn nhận được sự cảm thông, nhưng Lâm Mặc lại nhìn thấu màn kịch giả tạo của cô ấy, cũng như âm mưu ẩn giấu phía sau vẻ ngoài. Cảnh sát trưởng với trái tim bao dung cho rằng vết tích trên cổ A Ôn là bằng chứng rõ ràng, có thể kết luận là tự vệ chính đáng, vì vậy đã lập tức ra lệnh thả cô ấy. A Ôn bước ra khỏi phòng thẩm vấn, những người cảnh sát đều tỏ ra thương cảm. Lâm Mặc đi ngang qua cô ấy, quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy. Cha Nhã đột nhiên xuất viện, ngay lập tức mua vé máy bay đi Singapore. Do Thái Lan không có điều khoản dẫn độ, Lâm Mặc chạy đua với thời gian đến sân bay, nhưng cuối cùng vẫn để cô ấy thoát thân. Lâm Mặc và Sa Sa ăn uống thỏa thích tại quán phở bò gần sân bay, đồng thời giải đáp những bí ẩn của những vụ án gần đây. A Thủy tự thiêu trước bàn thờ là do ai đó đã bôi bột lưu huỳnh lên tay áo của cô. Hành động bị ma sờ cổ của A Ôn chỉ là cô ta tự bôi dung dịch phenol phthalein lên cổ và sử dụng nhiệt độ để làm lộ vết tay. Hơn nữa, hành động của cô ấy trong ga tàu điện ngầm cũng chỉ là một màn kịch, khe hở dưới sàn ga rất lớn, đủ để ẩn nấp trốn tránh, ngay cả khi không ai đến cứu, cũng không đến nỗi mất mạng. Về vụ tai nạn xe của Địch Nam và A Ôn, rõ ràng là một sự sắp đặt trước, vì trong sổ lưu niệm tốt nghiệp có ghi, Địch Nam có tài năng bơi lội. Trong vụ án mạng này, người có thể tạo ra lời nói dối, còn có người đàn ông là Tần Tuấn. Anh ta sử dụng loa để phát kinh cầu tạo ra bầu không khí đáng sợ, khiến A Thủy tưởng rằng mình bị ảo giác, thậm chí không thể tìm ra nguồn âm thanh, dần dần dẫn đến suy sụp tinh thần. Tủ đồ mới mà Lâm Mặc thấy ở nhà Tần Tuấn thực ra là mua vào chiều ngày A Thủy tự hủy, mục đích là để A Ôn trốn ở đó, sau đó giả dạng A Thủy lên sân thượng nhảy múa cầu nguyện. Dưới sân thượng có một mặt bằng phẳng, có thể trốn. Video giám sát cho rằng A Thủy nhảy xuống sân thượng, thực ra là A Ôn nhảy xuống mặt bằng phẳng để ẩn nấp. Ngay sau đó Tần Tuấn đã ném xác A Thủy từ ban công nhà mình xuống dưới, giả mạo hiện trường tự hủy do bị ma ám. Sa Sa đem phân tích này đến sở cảnh sát và trình bày lại một cách chính xác. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng yêu cầu phải dựa vào bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán không thể kết tội. Lâm Mặc yêu cầu thời gian một tuần và yêu cầu sở cảnh sát cung cấp nhân lực hỗ trợ điều tra. 3 ngày trôi qua, vụ án không có bất kỳ đột phá nào. Khi mọi người đang bế tắc, cảnh sát có tính cách nữ tính thường xuyên đi theo cảnh sát trưởng đã có phát hiện mới. Anh ta tìm được đoạn video giám sát của ngày trước khi Địch Nam gặp nạn. Video cho thấy cô đã theo dõi Tần Tuấn đến trung tâm thương mại. Kết quả phát hiện Tần Tuấn ngồi một mình trong quán cà phê một thời gian dài, sau đó đi về phía bãi đậu xe dưới lòng đất. Lâm Mặc và Sa Sa dựa vào đoạn video này suy đoán rằng Tần Tuấn đang chờ A Ôn, nhưng A Ôn lại không đến quán cà phê mà là quay lại xe và gặp Tần Tuấn. Địch Nam đã dùng điện thoại quay lại video họ gặp nhau và ngày hôm sau cô mang video đó đi đe dọa A Ôn, kết quả lại bị đăng xuất. Vì Địch Nam đã đăng xuất, chiếc điện thoại trở thành bằng chứng quan trọng. Chỉ là các kỹ thuật viên của sở cảnh sát phát hiện thông tin trong điện thoại đã bị xóa, muốn khôi phục cần nhiều thời gian. Trong khi đó, cảnh sát nhận được thông tin rằng Tần Tuấn và A Ôn đã đặt vé đi Singapore và chuyến bay cất cánh sau 3 tiếng nữa. Lâm Mặc vội vàng đến sân bay tạo ra một vụ rối loạn với quả bom giả, khiến chuyến bay phải tạm dừng và chuyển hướng bay. Kỹ thuật viên tìm lại dữ liệu vào phút chót, Sa Sa lập tức dẫn người bắt giữ Tần Tuấn và A Ôn. Bằng chứng rõ ràng, Cha Nhã được dẫn độ về nước, ba người thú nhận tội lỗi, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. A Ôn tham lam, chỉ chăm chú vào việc A Thủy có xuất thân tốt, hoàn toàn không quan tâm đến việc người khác từ bỏ cơ hội đi nước ngoài, từ bỏ tình yêu với Bùi Thiện vì cô. Cô ấy từ sự ghen tị biến thành hận thù, muốn chiếm lấy tất cả của A Thủy,
Vì vậy A Ôn đã quyến rũ Tần Tuấn và cùng anh ta cho đăng xuất A Thủy, âm mưu chiếm đoạt tài sản. Cha Nhã đại diện cho sự giận dữ, là người xui xẻo nhất trong bốn chị em, không thành công trong sự nghiệp, hôn nhân tan vỡ, chịu sự đánh đập từ chồng cũ khiến cô ấy chất chứa nhiều oán hận. Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của A Thủy mà lòng càng thêm không cam lòng, tội lỗi không thể kiểm soát cũng từ đó mà sinh ra. Địch Nam đại diện cho sự ngu dốt, không có chút mưu mẹo, người ngu đần, lười biếng khiến cô ấy sống trong cảnh khốn cùng, tầm thường và thua kém người khác. Sự tức giận khiến cô không biết xấu hổ và làm nhục người khác. Do sự xúi dục độc ác của A Ôn mà hoàn toàn trở thành tay sai cho hai người. Như lời đã nói từ đầu, tất cả những tội lỗi mà tôi đã gây ra trong quá khứ đều bắt nguồn từ lòng tham, giận dữ và ngu si vô tận. Bốn chị em dù có vẻ tình thâm nghĩa trọng, nhưng họ không hề biết gì về sự tồn tại của nhau, bị tường rào của hận thù và dối trá chia cắt, chỉ còn lại nhân quả. Ba người phụ nữ này lần lượt đại diện cho ba khái niệm này, vì ba từ này, cuộc đời họ từ đó không còn ánh sáng. Lâm Mặc đến thăm A Ôn tại nhà tù, lúc này A Ôn đã rơi vào trạng thái điên loạn, cô ấy phơi bày tội lỗi ẩn giấu trong lòng Lâm Mặc, đồng thời mở ra câu chuyện tiếp theo mà anh sắp kể về một người phụ nữ đã làm đảo lộn cuộc đời anh, một người phụ nữ đáng sợ. Ngày xưa, hoa hồng được ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và hương thơm của nó, khiến mọi người chỉ nhớ đến tên hoa hồng. Phật có bốn mặt, con người có hai diện mạo, ý nghĩa của việc ngụy trang có lẽ là để chôn giấu bí mật trong lòng, mọi người muốn theo đuổi cảm giác thích thú khi chia sẻ bí mật, nhưng khi sự thật được hé lộ, thường không nhận được sự thỏa mãn mong đợi, ngược lại, chỉ cảm thấy tức giận, chán chường và cuối cùng tan vỡ. Lâm Mặc, vài năm trước, bề ngoài là giáo viên hóa học tại trường trung học Lộc Minh, thực chất lại là một chuyên gia làm sạch hiện trường tội phạm. Công việc hàng ngày của anh là xóa bỏ bằng chứng tại hiện trường vụ án cho kẻ sát nhân, vứt bỏ xác đăng xuất để ngụy tạo hiện trường. Tiểu Ái là cô gái có khả năng nói chuyện với mèo do Lâm Mặc nuôi dưỡng, cô ấy nuôi nhiều mèo, cũng có thể thông qua những con mèo lang thang để làm nhiều việc. Đêm đó, sấm chớp rung trời, Lâm Mặc một mình đến phòng 516, trước tiên mở hộp dụng cụ đeo găng tay một cách thành thạo. Qua việc quan sát chi tiết phòng và tình trạng của nạn nhân để suy luận, sau đó thành công tạo ra vẻ ngoài tự hủy bằng quạt trần cho nạn nhân Gia Đức. Sau khi mọi việc hoàn tất, Lâm Mặc trở lại nơi ở của mình, bắt đầu một ngày mới, ăn uống, đi làm, chú ý đến những vụ án kỳ lạ và chuyển những vụ án này thành công thức, từ đó tìm ra manh mối hữu ích để truy tìm kẻ sát nhân đứng sau cho đăng xuất sư phụ của mình mặt cười. Đồng thời, Thái Lan hiện đang trong tình hình bề ngoài yên bình. Đội trưởng đội cảnh sát vẫn đang tự hào về việc không có vụ đăng xuất người nào, ngay sau đó lại có tin về sự ra đi bí ẩn trong phòng kín. Đội trưởng quyết định vụ này là tự hủy, nhưng Sasa, với tư cách là phó trưởng đội mới đến, cho rằng quyết định vội vàng chỉ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của sở cảnh sát. Tuy nhiên, cách bố trí của Lâm Mặc quá tinh vi, đến nỗi Sasa, con gái của sĩ quan Julie cũng không thể tìm ra bất kỳ sơ hở hay lỗ hổng nào. Chỉ có thể để đội trưởng quyết định vụ án một cách cưỡng chế. Sau sự việc này, Sasa và đội trưởng vì quan điểm khác biệt mà xung đột không ngừng, trong quá trình điều tra luôn tranh cãi không dứt. Trong khi đội trưởng vẫn đang định bợ trước mặt cảnh sát trưởng, Sasa lợi dụng đêm đã đến phòng lưu trữ để lấy dữ liệu về Gia Đức. Người trông coi phòng lưu trữ tên là Vấn Tụng, một người khá sáng suốt, hài hước và dễ gần. Sau khi biết được mục đích của Sasa, không chỉ ủng hộ công việc của cô mà còn chủ động đi mua đồ ăn khuya, khiến Sasa có cảm tình tốt đẹp với anh. Nữ sinh mới đến tên là An Kỳ, không giỏi giao tiếp, tính cách nhút nhát, ngay cả khi bị vu oan ăn cắp cũng không biết phản kháng. May mắn là Lâm Mặc đã xuất hiện giải quyết, làm rõ nguyên nhân, khiến sự thật được phơi bày, An Kỳ lấy lại sự trong sạch. Sau khi rời khỏi trường học, Lâm Mặc nhận được nhiệm vụ mới và vội vã đến tòa nhà Thương Hải. Tại đó anh thấy nạn nhân Kunta đã bị mặt cười cho đăng xuất. Kunta khi còn sống là một nhà văn, mới cưới được 3 tháng, Lâm Mặc tìm thấy manh mối trên người anh ta. Đang muốn điều tra sâu hơn thì đội trưởng bất ngờ dẫn người đến, Lâm Mặc đành vội vàng trốn thoát, thành công thoát khỏi sự truy đuổi. Đội trưởng trong lúc vụ án xảy ra đang tổ chức tiệc mừng vì sắp được thăng chức, không ngờ cuộc gọi báo án vào những giây cuối cùng lại khiến giấc mơ tan vỡ, việc thăng chức bị tạm hoãn. Trong lúc đội trưởng còn đang trong văn phòng đau khổ và thở dài, vợ của Kunta, Ái Vi, đến nhận dạng thi thể. Cô ấy mặc chiếc váy dài màu đỏ, dưới ánh hoàng hôn như một bông hồng đẫm máu, đẹp đẽ và bí ẩn, không chỉ khiến người xung quanh phải ngạc nhiên mà còn khiến đội trưởng tạm thời quên đi sự oán trách, nở nụ cười hạnh phúc. Mối quan hệ giữa Lâm Mặc và sư phụ rất sâu đậm, thậm chí có thể bắt nguồn từ thời thơ ấu, khi đó anh còn sống tại trại mồ côi. Tình cờ chứng kiến cảnh một người làm nghề quét dọn và một sát thủ đang xử lý xác đăng xuất. Sát thủ định đăng xuất người diệt khẩu, nhưng bị người quét dọn, lão ngư, ngăn cản. Sau khi rời đi, Lâm Mặc không trở lại trại mồ côi, mà tại bên ngoài toa xe tìm thấy bông tai của xác đăng xuất nữ. Khả năng ngửi mùi siêu phàm và quan sát nhạy bén của Lâm Mặc khiến lão ngư rất đánh giá cao, từ đó lão ngư trở thành sư phụ của anh. Mọi nhiệm vụ của hai sư đồ đều đến từ một người đứng đằng sau có biệt danh mặt cười, họ không biết gương mặt thực sự và danh tính của ông chủ. Chỉ cần chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả của các vụ đăng xuất người, công việc tưởng chừng không mấy liên quan đến tội ác, nhưng hàng ngày lại đứng trên ranh giới vi phạm pháp luật. Ái Vi khi nghe tin đã đến phòng giữ xác, đau khổ tột cùng, yêu cầu cảnh sát phải tìm ra thủ phạm và thay cô báo thù. Đối mặt với yêu cầu của mỹ nhân, đội trưởng tự nhiên dốc toàn lực vào điều tra vụ án. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát trưởng. Sasa yêu cầu kết hợp vụ đăng xuất người của Gia Đức vào cùng một vụ án và nhờ Vấn Tụng làm trợ lý cho mình. Sau một đêm kiểm tra vất vả, Sasa cuối cùng đã khóa chặt mục tiêu nghi ngờ vào Lâm Mặc qua hình ảnh giám sát và cấp dưới thông báo vụ việc này cho đội trưởng. Ở một nơi khác, Lâm Mặc theo dõi danh thiếp tìm đến cửa hàng hoa của Ái Vi và trên người cô ấy, anh ngửi thấy mùi hương pha trộn còn sót lại trên người Kunta.
Ái Vi cho biết loại nước hoa này tên là Tình Yêu Đầu Tiên. Nếu Lâm Mặc thích có thể để lại thông tin liên lạc, sau này khi nước hoa về hàng sẽ thông báo cho anh. Sasha nghi ngờ Lâm Mặc có liên quan đến Kunta, vì vậy cô đã dẫn Vấn Tụng đến cửa hàng hoa để hỏi thăm. Tuy nhiên, Ái Vi dường như cố tình giấu giếm, thậm chí khi đối mặt với ảnh truy nã của Lâm Mặc cũng tỏ ra như không biết gì. Sasha cảm thấy người này đáng ngờ. Qua thông tin mà Vấn Tụng tìm ra, phát hiện ra Ái Vi tên thật là Kim Khởi Văn, đã từng sử dụng tên Kim Mai, Vạn Hồng và cùng mẹ di cư từ Đài Loan sang Thái Lan khi cô ấy mới 14 tuổi. Ngoài việc xác nhận cô đã kết hôn 4 lần và 4 người chồng đều đang xuất không bình thường, phần còn lại của lý lịch là một ẩn số. Sasha tin rằng người phụ nữ này có liên quan đến tổ chức mặt cười mà người Thái thường truyền tụng. Tổ chức này chuyên tìm kiếm phụ nữ xinh đẹp để dụ dỗ những người giàu có kết hôn, sau đó thuê sát thủ loại bỏ những người giàu có bằng các tai nạn khác nhau và cuối cùng sử dụng mối quan hệ hôn nhân để chuyển nhượng toàn bộ tài sản. Ivy hẹn gặp Lâm Mặc với lý do nước hoa đã về, vì biết anh cực kỳ nhạy cảm với mùi hương nên cô đã cố tình thêm một chút gia vị vào trà hoa hồng. Không màu không mùi, khiến Lâm Mặc tức thì bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình bị trói chặt. Dưới sự ép buộc của Ivy, Lâm Mặc đành phải tiết lộ danh tính của mình cũng như lý do vì sao xuất hiện tại hiện trường vụ án. Anh ta và Ivy giằng co. Lợi dụng lúc cô đi tiếp khách mua hoa, Lâm Mặc nhanh chóng cởi trói rồi đảo ngược tình thế, trói Ivy lại trong phòng bên trong. Trường học đã biết An Kỳ mất tích nhiều ngày, trong khi đội trưởng và người khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, cô đã một mình đến cửa hàng hoa và tấn công Lâm Mặc, thể hiện vẻ dữ tợn. Ivy đã cứu Lâm Mặc vào thời điểm quan trọng, họ chạy trốn khắp nơi, liên tục lẩn tránh, cuối cùng thoát khỏi sự truy đuổi của An Kỳ và ẩn nấp tại căn cứ bí mật của Lâm Mặc. Lâm Mặc không ngờ tới An Kỳ chính là sát thủ của tổ chức mặt cười, nhưng hơn thế anh càng tò mò về danh tính của Ivy. Khi bị giữ trên sân thượng, Ivy không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận mình cũng là một thành viên của mặt cười. Sau khi bị cha dượng cưỡng hiếp, cuộc đời cô hoàn toàn mất hy vọng, từ đó sống trong cảnh mê man, dựa vào nhan sắc để kiếm sống. Sau đó, một đạo diễn muốn mời cô tham gia đóng phim, cô tin tưởng và uống phải rượu vang mà đạo diễn đã pha chất gây mê. Không chỉ bị cưỡng hiếp tập thể mà còn bị quay video, bị ép buộc gia nhập tổ chức và phục vụ cho họ. Lâm Mặc cảm thấy đồng cảm với những gì Ivy đã trải qua, họ có mục tiêu chung là mong muốn mặt cười sẽ bị đưa ra ánh sáng của pháp luật. Hai người mở lòng với nhau và cuối cùng đã thỏa thuận liên minh. Cũng là một đêm mưa như thường, Gia Đức vội vàng mang theo thức ăn trở về nhà với vẻ mặt hoảng hốt. Anh bị một người đàn ông lạ mặt vô tình chạm vào vai bằng đầu điếu thuốc ở góc hành lang, sau đó trở về phòng và bị ám sát. Chú mèo đen trong nhà chứng kiến toàn bộ sự việc, đôi mắt của nó phản chiếu một chiếc mặt nạ hình mặt cười. Sau khi tâm sự trên sân thượng, Ivy tạm thời không có nơi nào để đi, đành phải theo Lâm Mặc về nơi ở của anh. Lâm Mặc tự mình băng bó vết thương và ngồi một mình trên ban công. Anh muốn hiểu thêm về Gia Đức từ Ivy, nhưng Ivy cũng không biết gì về người này. Gia Đức là một thám tử tư, trước khi anh bị đăng xuất đã được thuê để điều tra bí mật về Kunta. Vì vậy sự ra đi của anh chắc chắn có liên quan lớn đến Kunta, hoặc nói cách khác, cả hai vụ án đều liên quan đến cùng một nhân vật. Lâm Mặc vẫn còn nghi ngờ về danh tính của Ivy. Ivy để giảm bớt khoảng cách này, chủ động kể về cách cô được tổ chức mặt cười sắp xếp để tạo ra cuộc gặp gỡ với các ông chủ giàu có, và trong số những người chồng giàu có này, cô thực sự có tình cảm với Kunta. Sự ra đi của Kunta cũng là một cú sốc đối với cô, vì vậy để mặt cười phải đối mặt với pháp luật, cô sẵn lòng cùng Lâm Mặc hợp tác điều tra. Tiểu Ái khó chấp nhận Ivy ở lại, thậm chí còn thể hiện thái độ không thân thiện và đề phòng cao độ. Và khi ba người chuẩn bị ra ngoài với tiếng ồn ào, Sasha đã một mình đến dưới nhà Lâm Mặc. Vấn Tụng không muốn Sasha mạo hiểm hành động một mình, nhưng lời chưa nói hết thì điện thoại đã bị cúp. Sasha và Lâm Mặc cùng mọi người gặp nhau ở cửa thang máy, nhưng cũng cùng lúc đó gặp An Kỳ đang truy sát. Mọi người hoảng loạn, Lâm Mặc vào thời điểm quan trọng đã cứu Sasha nhưng lại bị bắt giữ. Ivy kịp thời cầm súng của Sasha đuổi An Kỳ đi và yêu cầu Sasha tha cho Lâm Mặc. Sasha thấy thái độ chân thành của Lâm Mặc và biết rằng vụ án vẫn còn nghi vấn, vì vậy sẵn lòng cho anh thời gian để tìm ra kẻ đang xuất người. Lâm Mặc dẫn Ivy đến khu vực container tại bến tàu. Anh trình bày với Ivy những bằng chứng mình đã giữ lại khi xử lý xác đang xuất trong các vụ án mạng suốt những năm qua. Dùng thói quen của mặt cười khi sử dụng sát thủ để suy luận, có lẽ thám tử tư Gia Đức bị mặt cười chính tay sát hại. Cả hai nhận thấy có điều bất thường, ngay lập tức vội vã đến căn hộ nơi Gia Đức bị đăng xuất. Tuy nhiên, tất cả đồ đạc trong căn hộ đã sớm được đội trưởng chỉ thị chuyển về sở cảnh sát. Mặc dù đến muộn, nhưng dấu vết bùn đất ướt trên sàn nhà có thể chứng minh Gia Đức về nhà không lâu sau đó lại lần nữa ra ngoài. Trong một đêm mưa to, cuối cùng là gì đã khiến anh vội vàng rời khỏi nhà? Lâm Mặc sử dụng khứu giác nhạy bén của mình để điều tra hiện trường, cho rằng Gia Đức lần đầu tiên ra ngoài là để mua gạo để khử ẩm cho điện thoại. Lần thứ hai ra ngoài cho thấy anh có thể đã đối mặt với mối đe dọa đang xuất người, vì vậy những bốt điện thoại công cộng gần đó là nơi anh có khả năng đã đến. Quả nhiên, theo dõi theo manh mối này, Lâm Mặc và Ivy từ người quản lý của căn hộ tìm hiểu được rằng Gia Đức đã gọi điện báo cảnh sát trước khi bị đăng xuất, và anh ấy bị sát hại sau nửa giờ báo cảnh sát. Nếu kẻ sát nhân chính là mặt cười, điều này cho thấy mặt cười không chỉ đặt nội gián trong sở cảnh sát mà còn có khả năng ẩn nấp bên trong sở cảnh sát. Các sĩ quan ở sở cảnh sát Thái Lan đều đang kiểm tra ngày đêm, nhưng mặc dù đã kiệt sức nhưng vẫn không tìm thấy chiếc điện thoại giấu trong bao gạo. Sasha và Vấn Tụng điều tra tại nhà Kunta nhưng không thu được gì, chỉ có thể mang về sở cảnh sát cuốn sổ ghi chú, hy vọng có thể tìm thấy thông tin hữu ích. Tiểu Ái từ chú mèo đen mà Gia Đức nuôi sống đã tái hiện khuôn mặt của kẻ sát nhân và phát hiện ra trên tủ có đặt thuốc lá bạc hà. Từ đó có thể kết luận rằng người đăng xuất Gia Đức là một sĩ quan cảnh sát hút thuốc lá bạc hà.
Lâm Mặc yêu cầu Tiểu Ái đi tìm Sa Sa. Tiểu Ái cảm thấy Sa Sa là người tốt và bắt đầu chia sẻ với cô những chuyện quá khứ không mấy người biết của Lâm Mặc. Hóa ra, Lâm Mặc, người sinh ra trong một gia đình giàu có và hạnh phúc, đã chứng kiến mẹ mình bị sát hại từ bên trong tủ quần áo do một tai nạn và ngửi thấy một mùi hương phức tạp. Để pha chế ra mùi hương này, Lâm Mặc bắt đầu nghiên cứu chăm chỉ về hóa học, thậm chí muốn rèn luyện khứu giác của mình. Không ngần ngại làm công nhân vận chuyển tại sân bay nhằm xác định nguồn gốc và nội dung của hành lý. Ái Vi thấy Lâm Mặc u sầu, vì vậy cùng anh ngồi trên ban công uống rượu, nói về nguyên nhân sư phụ bị đăng xuất. Lâm Mặc nhớ lại lần đầu tiên đi làm nghề dọn dẹp, vì thấy xác một cậu bé bị đăng xuất mà hoảng loạn. Anh đã mất nhiều thời gian mà không làm giảm được tình trạng cứng của xác cậu bé, chỉ nhớ rằng cuối cùng, sư phụ đã bị lộ để bảo vệ mình và từ đó anh có thể thấy được hình ảnh của người đã khuất. Ái Vi nhìn người đàn ông trước mắt và trong một khoảnh khắc cô cảm thấy tim mình đập nhanh, có lẽ đối với họ, khó có thể nhận biết được thời điểm sinh tử, thay vào đó họ nên trân trọng hiện tại và nắm bắt lấy nó. Lâm Mặc sử dụng cồn hóa học để pha chế rượu ngon cho Ái Vi, hai người dưới ánh trăng đẹp đẽ đã chìm đắm trong một nụ hôn sâu. Trong một hành lang tối tăm, những căn phòng bị chia cắt rộng hàng nghìn mét vuông không giống như một trại tập trung mà giống như địa ngục hơn. Mỗi phòng được chia cắt từng lớp, từ tiếng la hét của những hình phạt khắc nghiệt ban đầu đến việc nghiên cứu học hỏi ở giai đoạn sau. Họ đã dần trở nên tê liệt, thậm chí chấp nhận cách tổ chức mặt cười khắc dấu trên cơ thể mình, và ở cuối hành lang chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện, mặt cười. Khi thuộc hạ của đội trưởng đang nhậu nhẹt và tán tỉnh gái ở hàng quán bên đường, một sĩ quan có biệt danh là Đầu Mũi nhớ ra mình đã để quên điện thoại ở sở cảnh sát. Khi anh trở lại văn phòng, phát hiện một người mặc đồ đen đang lục lọi đồ đạc của gia đức. Đầu Mũi bị người mặc đồ đen hạ gục, chỉ có thể để mặc hắn chạy trốn hoảng loạn. Sau đó trong bao gạo phát hiện điện thoại của gia đức. Ngay sau khi lấy được điện thoại, đội trưởng vội vã triệu tập cuộc họp cảnh sát. Anh ta tự hào trước mặt mọi người, thể hiện sự sáng suốt của mình và suy đoán người mặc đồ đen chính là nội gián trong sở cảnh sát. Dữ liệu trên điện thoại được khôi phục thành công khi mọi người chăm chú vào màn hình, phát hiện ra điện thoại của gia đức ngoài những bức ảnh của Ivy từ mọi góc độ ra, không có bất kỳ thông tin hữu ích nào khác. Đội trưởng và Sa Sa tranh cãi vì quan điểm không đồng nhất. Cảnh sát trưởng cho rằng ưu tiên hàng đầu là phải tìm ra Lâm Mặc càng nhanh càng tốt. Máy tính Sa Sa mang đi đã được hack thành công, bên trong tiết lộ cô ta thực sự là con riêng của Hoa Kiều giàu nhất Thái Lan, Trịnh Tô Minh. Trịnh Tô Minh vì mất đi đứa con gái duy nhất nên đã ủy thác luật sư tìm cô ta để thừa kế tài sản trước khi qua đời vì ung thư phổi. Do cô ta đã cài đặt chương trình cho gian vào email, khiến cho các kỹ thuật viên cảnh sát khi đăng nhập email đã tự động gửi thông tin này đến hàng chục tờ báo chính thống. Trong thời gian ngắn, cả Thái Lan đều biết về việc này. Sa Sa đã gửi kết quả điều tra cho Lâm Mặc, nhắc nhở anh phải cảnh giác với những người phụ nữ xung quanh. Lâm Mặc vì quá tin tưởng mà đã đặt niềm tin sai chỗ. Anh đã mạnh mẽ đặt câu hỏi với Ái Vi liệu cô ấy có biết trước về danh tính của Kunta hay không. Và mọi hành động trước đó chỉ là muốn lợi dụng anh để loại bỏ mặt cười, từ đó thoát khỏi sự kiểm soát và thừa kế tài sản. Ái Vi cảm thấy đau lòng về sự không tin tưởng mà Lâm Mặc thể hiện. Cô đã tự mình đến sở cảnh sát gặp đội trưởng, sẵn lòng trình bày mọi chuyện như chính xác đã xảy ra, nhưng cũng hy vọng đội trưởng có thể giúp cô tổ chức một cuộc họp báo. Lâm Mặc đứng giữa đám đông, qua màn hình lớn chứng kiến tin tức Ái Vi từ bỏ quyền thừa kế. Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại từng chút một quãng thời gian mình và Ái Vi đã qua lại với nhau. Dù không lâu nhưng tình cảm đã ăn sâu bén rễ, thậm chí anh mong muốn xây dựng một tổ ấm, một ngôi nhà thuộc về họ. Dù Ái Vi đã thú nhận kẻ đứng sau là mặt cười, nhưng đội trưởng vẫn tỏ ra nghi ngờ về nhân vật hư ảo này. Lâm Mặc chờ đợi ở quán mì gần sở cảnh sát, anh lo lắng Ái Vi sẽ bị mặt cười trả thù vì đã từ bỏ quyền thừa kế. Vì vậy anh hy vọng Sa Sa có thể tìm cách để Ái Vi ở lại sở cảnh sát. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sa Sa nhận được cuộc gọi từ Vấn Tụng, thông báo rằng Ái Vi vừa mới rời khỏi sở cảnh sát. Ái Vi trở lại nhà Kunta và bị An Kỳ bắt cóc. Lâm Mặc khi nghe tin đã đến và chứng kiến người phụ nữ anh yêu bị đâm. Anh đã sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho cô. Và vào phút quan trọng, Sa Sa đã bắn đăng xuất An Kỳ. Ái Vi sau khi được cấp cứu tại bệnh viện đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Lâm Mặc không muốn còn phải đối mặt với những nguy hiểm nữa, nên anh và Sa Sa lên kế hoạch để tìm ra mặt cười càng sớm càng tốt. Anh đã giả dạng làm nhân viên giao hàng để lẻn vào sở cảnh sát, ném những quả bom xăng mà mình tự chế vào các góc của sở cảnh sát. Sau đó hệ thống phòng cháy chữa cháy của sở cảnh sát đã phát ra báo động. Lâm Mặc tận dụng lúc cảnh sát sơ tán để trở lại sở cảnh sát kiểm tra lại các manh mối. Cuối cùng tại bàn làm việc của Vấn Tụng, anh đã phát hiện mùi của thuốc lá bạc hà. Lâm Mặc cố ý ở lại sở cảnh sát và đề nghị gặp Vấn Tụng riêng. Qua tất cả cuộc điều tra gần đây, anh đã chi tiết phân tích rằng Vấn Tụng chính là mặt cười. Vấn Tụng thừa nhận rằng Lâm Mặc là một thiên tài, nhưng sự tồn tại của một thiên tài lại đe dọa đến bản thân anh, vì vậy anh muốn tìm cớ để đăng xuất Lâm Mặc. Đúng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn mở ra và bên ngoài đầy cảnh sát cầm súng. Tất cả cuộc nói chuyện giữa họ đã bị lộ ra nhờ thiết bị nghe lén dưới bàn thẩm vấn. Vấn Tụng bị lộ danh tính, than thở rằng Lâm Mặc và anh ta là cùng một loại người, sau đó đã quyên sinh. Sự thật của vụ án được phơi bày, Sa Sa để bảo lãnh Lâm Mặc, sẵn lòng gán tất cả thành tích cho đội trưởng. Danh tính làm người dọn dẹp hiện trường án mạng của Lâm Mặc ở Thái Lan bị cấm. Vì vậy muốn giải thích lý do anh xuất hiện tại hiện trường vụ án, chỉ có thể hợp pháp trở thành một thám tử tư. Dù Lâm Mặc đã chân thành xin làm đệ tử, nhưng Đường Nhân không muốn nhận anh. Cho đến khi Lâm Mặc đồng ý chia sẻ tất cả lợi nhuận và hàng tháng dâng tặng 10.000 bạt Thái cho Đường Nhân, lúc đó Đường Nhân mới mỉm cười đồng ý. Trên đường trở về, Lâm Mặc vẫn luôn suy ngẫm về lời di ngôn cuối cùng của Vấn Tụng, nhưng Sa Sa thẳng thắn bày tỏ rằng Vấn Tụng thực ra không hút thuốc. Khi cả hai nhận ra điều này và vội vàng đến bệnh viện, quả nhiên, giường bệnh đã trống không.
bác sĩ thông báo Ivy đã mang thai được 2 tháng. Như lão Ngư từng nói, thế giới có những thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời và tiếp theo chính là trái tim con người. Dù Lâm Mặc đã chọn tin tưởng, nhưng sự thật phũ phàng vẫn khiến anh phải đối mặt. Ivy từ đầu chính là người phụ nữ điều khiển tất cả sự thật, kẻ diễn trò, sát thủ đang xuất người, người dọn dẹp hậu quả, mặt cười ở cuối hành lang chính là Vấn Tụng. Anh ta và Lâm Mặc đúng là cùng một loại người, bởi vì đều yêu Ivy nên tình nguyện bị cô ấy lợi dụng. Sau nhiều ngày, vụ án thừa kế của Trịnh Tô Minh được công bố kết thúc, mặc dù trước đó Ivy đã tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, nhưng toàn bộ tài sản sẽ do đứa con chưa chào đời của cô thừa kế. Đường Nhân qua truyền hình thấy tin tức này, không khỏi cảm thán người phụ nữ này vừa giàu có vừa xinh đẹp. Do Đường Nhân nhận được một vụ án lớn, cần phải đến Mỹ, vì vậy tạm thời giao việc quản lý văn phòng thám tử cho Lâm Mặc. Khôn Thái tình cờ tìm đến mời giải quyết vụ án tự hủy của A Thủy. Khi sắp ra khỏi nhà, Lâm Mặc bất ngờ liên tưởng đến dấu hiệu trên cổ tay của kẻ sát hại cha mẹ mình trùng khớp với biểu tượng của tổ chức mặt cười thông qua một hình ảnh trong trò chơi. Dụng binh là hành động dối trá, có thể tấn công thì giả như không thể tấn công. Đây là chiến thuật chiến thắng của người quân sư, không thể được truyền lại trước. Nozakoji, người thừa kế hợp pháp thứ hai của tập đoàn tài chính Noza, am hiểu binh pháp, tự nhận mình tài sắc vẹn toàn, thường xuyên sử dụng lời này để nhấn mạnh sự rộng lớn. Nozakoji luôn nghĩ mình là thám tử tài giỏi không thua kém gì Tần Phong, người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kỳ phùng địch thủ của anh trai. Nozakoji coi anh trai mình là đối thủ không đội trời chung, vì không thể đấu lại nên chuyển sang chơi trò chơi bắn súng cổ điển Zygen để chứng minh mình có tài năng đặc biệt, hoàn toàn có thể vượt qua anh trai. Giải đấu ma quỷ là giải đấu cuối cùng mà ban tổ chức trước khi Zygen đóng cửa Nozakoji để thuận lợi giành được tư cách tham gia sự kiện. Đầu tiên tập hợp được 4 người bạn có tài nguyên tài chính và nhân lực cân bằng, sau đó thông qua đe dọa và dụ dỗ mua chuộc 5 cậu bé thiên tài chỉ mới 12 tuổi. Dù họ còn nhỏ nhưng sức mạnh không thể coi thường, trước đó đã đánh bại nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng với thành tích xuất sắc tiến vào top đầu máy chủ Nhật Bản, thành lập đội chiến đấu Nam Linh Đồng hàng đầu Nhật Bản. Và Nozakoji chính là người dùng danh tính đội trưởng giả mạo, thành công nhận được thư mời, sau đó cùng bạn bè bay đến một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Đông Nam Á. Dù hòn đảo tọa lạc ở vùng hẻo lánh, nhưng may mắn thay, môi trường xung quanh lại đẹp và không khí trong lành. Đội trưởng của Zygen dù có vẻ ngoài hoang tàn của một lâu đài cũ kỹ, nhưng không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ không hề giảm sút trước cảnh tượng này, ngược lại còn trở nên hứng khởi hơn. Các đội tham gia chính thức được MC giới thiệu lần lượt xuất hiện, bao gồm đội xe lão gia của các huấn luyện viên. Đội Bạo Quân khiến đối thủ khiếp sợ và H5, đội đã liên tiếp 6 lần vô địch thế giới nhưng bị đội Bạo Quân lật đổ một cách ngoạn mục. Kể từ khi thất bại trong cuộc thi 5 năm trước, người được coi là huyền thoại, tức game thủ có biệt danh là God, đã mất tích không lý do. Sự mất tích của anh ấy đã khiến H5 tan rã, từ đó rút khỏi làng game và biến mất khỏi ánh nhìn của công chúng. Nay H5 trở lại đầy sức mạnh, đội trưởng Boss cùng với các thành viên ông C, anh Diêu và Đại Nga đều xuất hiện đầy đủ. Khi người hâm mộ thấy vị trí game thủ súng bắn tỉa chính thức được thay bằng Tiểu Phi, không khỏi cảm thấy tiếc nuối và phản đối. Nozakoji rất muốn tìm hiểu nguyên nhân, vì vậy anh tự tin sẽ giải quyết được bí ẩn mất tích của Akash sau khi giành chiến thắng. Như vậy đội Linh Đồng sẽ thay thế anh trai Nozakoji, trở thành bộ đôi thám tử mạnh nhất quốc tế. Tuy nhiên, Khổng Tử đã từng nói, đừng ăn quá no, đừng nói quá sớm, cái trước dễ gây cảm giác đầy bụng, cái sau càng khiến người ta phải ăn lời. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Nozakoji đã suýt đăng xuất vì bối rối trước màn hóa trang của Yamamoto Yuta. Phong cách chiến thuật độc đáo của họ khiến toàn bộ khán giả trên sân cười ồ lên. Nozakoji rất coi trọng mặt mũi, thà rằng chủ động tấn công còn hơn là sống lay lắt mà vẫn mất máu, nên anh và đồng đội đã cùng nhau đi trên một chiếc thuyền nhỏ. Tưởng chừng như họ đi một cách thận trọng, ai ngờ đã sớm vi phạm cấm kỵ của trò chơi, cho đến khi họ xâm nhập vào lãnh địa của đội xe lão gia. Bất ngờ một chiếc pháo từ xa bay tới, tức thì phát nổ, lật thuyền khiến mọi người trên thuyền đang xuất hết. Ngoại trừ Nozakoji, người đã kịp lên bờ nhặt gói hồi máu, còn lại 4 người trên thuyền đều không may mắn sống sót. Trong khi đó, đội Bạo Quân và H5 cũng đang có một trận đấu căng thẳng. Không khí chiến đấu giữa hai bên rất tốt, biểu hiện cái gọi là địch nhân gặp mặt, mặt đỏ tía tai, một mất một còn. Do sự phối hợp ăn ý của đội Bạo Quân, Bot không chỉ bị bắn mất nửa lượng máu, các thành viên khác cũng bị tấn công bởi khí độc, bị bao vây cô lập. Thấy đội ngũ mất máu nghiêm trọng, gần như bị tiêu diệt toàn bộ, Bot lập tức tìm đến phòng an toàn và đóng cửa không cứu ông C đang gần kiệt sức bên ngoài, khiến anh ta bị loại. Ông C không hài lòng vì bị đồng đội bỏ rơi, trước khi rời đi đã chỉ trích Bot là người ích kỷ và lạnh lùng. Sự ra đi phẫn nộ của ông C khiến cả sảnh đều bàng hoàng không hiểu, nhưng vào lúc này một thông báo kỳ lạ xuất hiện trên màn hình máy tính, tội nhân đã bị đăng xuất. Giờ đây, đội Linh Đồng chỉ còn lại Nozakoji, vì đối thủ quá đông và mạnh, anh chỉ còn cách cắn răng tiếp tục. Đội trưởng đội xe lão gia, ông là cựu huấn luyện viên tổng của đội H5, vì thế mưu kế nhỏ của Nozakoji đã sớm bị ông nhìn thấu và bị bắt quả tang tại trận. Nozakoji chỉ còn cách một phát súng để mất mạng. Ngay khi đội trưởng đội xe lão gia chuẩn bị hành động, tất cả máy tính trong cuộc thi đều bị tắt. Theo sau là tiếng ồn chói tai, màn hình lớn phía trên từ từ hiện ra hình ảnh của God, người đã mất tích từ lâu. Sự xuất hiện của God chính là để cảnh báo mọi người, cuộc thi cuối cùng này không gì khác ngoài là một phiên tòa cuối cùng. Nếu mọi người muốn sống sót rời đi, chỉ có cách để người vô tội đăng xuất người có tội mới có thể chiến thắng, nếu không sẽ chôn vùi tất cả tại đây. Tình hình bất ngờ đến mức nhân viên dù đã cắt điện nhưng vẫn không thể làm gì được, màn hình vẫn hiển thị âm thanh và hình ảnh của God từ ngày xưa. Anh mặc trang phục đen từ đầu đến chân, đeo mặt nạ, toát lên bầu không khí u ám từ đầu đến cuối.
như thể là hồn ma đến từ địa ngục đến thu thập mạng sống, vừa làm người ta sợ hãi nhưng cũng phù hợp với tên của cuộc thi lần này. Sau 5 năm, những fan cuồng nhiệt ngày nào giờ đây tái ngộ thần tượng, nhưng không còn sự nhiệt tình mù quáng như trước. Nỗi sợ hãi trong lòng họ được phóng đại vô hạn với sự ra đi của ông C. Trong màn hình, ông C không biết từ bao giờ đã bị trói vào ghế gỗ trong một căn phòng trống. Cùng với những nỗ lực giãy giụa và kêu cứu, dần dần bị khí độc bao phủ và đang suất trong đau đớn, sự ra đi của anh ta giống hệt như một tai nạn trong trò chơi. Chứng kiến cảnh tượng này, hiện trường hỗn loạn, phản ứng của các tuyển thủ khác nhau, khán giả tháo chạy tứ phía, có người vừa chạy tới cửa, kết quả lại bị điện giật đang suất bởi tay nắm cửa gắn điện cao áp. Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, điều này cũng có nghĩa là kẻ có tội vẫn đang tự do. Gót giải thích luật chơi, yêu cầu mọi người trở lại chỗ ngồi, nhưng dưới ghế lại bị buộc chặt với bom hẹn giờ. Còn 14 phút nữa trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, tại hòn đảo hoang vu này, giữa biển cô đơn, hàng trăm người lạ mặt không liên quan đến họ hàng, tài sản. Giờ đây giống như những con châu chấu trên một sợi dây, mặc dù đoán mò là không tránh khỏi, nhưng không ai dám hành động một cách vội vàng, sợ rằng sẽ có bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, đội Linh Đồng nhanh chóng chuyển sang mô hình thám tử. Nozakoji ngay lập tức phân công nhiệm vụ cho đồng đội. Yamamoto Yuta được giao nhiệm vụ khôi phục tín hiệu điện thoại, Thiên Thuận kiểm tra xem chất nổ là thật hay giả, Liễu Phong tìm kiếm lối thoát khác và Lục Thanh Thanh giải quyết những kẻ mất kiểm soát. Trong khi mọi người đang hành động có tổ chức, đội trưởng đội bạo quân chủ động lên tiếng chỉ trích các thành viên của đội H5. Một số đội không kiềm chế được mà bắt đầu nội chiến, cuối cùng vẫn dưới sự can thiệp của Nozakoji mới dịu bớt tình hình. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, toàn bộ địa điểm đã được xác nhận là bố trí đầy chất nổ, mặc dù mọi người vẫn chưa biết người đứng sau màn hình gót có phải là Akat đã mất tích từ lâu hay không. Nhưng thời gian đã qua 15 phút, muốn an toàn rời khỏi nơi này, chỉ còn cách làm theo chỉ dẫn của God. Bót tiên phong vào trò chơi, cho đăng xuất hai thành viên của đội bạo quân, những người khác lần lượt tham gia chiến đấu, tình thế sinh tử nằm trong tay, cảnh tượng trở nên vô cùng kịch liệt. Nozakoji thấy bản chất cuộc thi đã thay đổi, muốn thuyết phục mọi người bỏ qua hận thù, ngồi lại giao lưu, đoán kẻ có tội. Tuy nhiên, bót không đồng ý, mắng một tiếng điên rồi, và tiếp tục trò chơi. Đội H5 bị đội bạo quân vây hãm, tình hình không mấy lạc quan. Nozakoji vào thời điểm quan trọng lái xe đến kịp thời cứu họ và cung cấp gói hồi máu cho Đại Nga, người bị thương nặng. Các thành viên tạm thời buông lỏng cảnh giác, Bot bắt đầu nói về trận chiến quyết định cách đây 5 năm khi đối thủ cũng là đội bạo quân. Bốn người bị đánh bại thảm hại chỉ còn lại gót một mình, chỉ với một viên đạn gần như đã xoay chuyển tình thế, nhưng cuối cùng vì sao lại thất bại, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, Bot bây giờ nhận ra, bản đồ của cuộc thi lần này dường như giống hệt với 5 năm trước, ngay cả vị trí thả dù cũng y hệt nhau. Nozakoji cho rằng chuyện này không phải là sự trùng hợp, mà là có người trong đội H5 cố tình giấu giếm sự thật. Bot bị phục kích khi đang nhặt thả dù, những người khác muốn tiến lên cứu giúp nhưng bị đạn bay lượn trên không giữ chân tại chỗ. Tiểu Phi không phụ lòng mong đợi, dùng sức một mình cầm chân đối phương, không ngờ tay bắn tỉa súng thực ra là God. Tiểu Phi trong lúc sững sờ bị bắn trúng, Đại Nga nhầm lẫn bom cháy là bom khói ném về phía Bot, và khi Bot bị loại, màn hình lại xuất hiện thông báo tội nhân đã bị đăng xuất. Bot tức giận đến đỏ mặt, không quan tâm đến sự ngăn cản của Nozakoji, một mình rời khỏi sân thi đấu đi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, trên màn hình lớn phát sóng cảnh cháy lớn ở nhà vệ sinh. Khi mọi người đến nơi, chỉ thấy trên mặt đất dấu vết của thi thể bị đốt cháy. Ông C và Bot liên tiếp gặp nạn, hy vọng trong lòng mọi người đã hoàn toàn tan biến. Nozakoji lại lần nữa đề xuất mọi người ngồi lại bàn bạc và từ miệng của những người còn lại lấy được thông tin hữu ích, sử dụng những thông tin này để phân tích kết hợp. Biết được Akat trước cuộc thi đã từng gặp tai nạn nhiễm độc nitrat bạc và người đầu độc anh chính là thành viên dự bị Tiểu Phi. Chính như Nozakoji đã suy đoán, Tiểu Phi cũng không vội vàng phủ nhận. Anh ta đích thực là người đã đầu độc hại Akat, chỉ có như vậy mới thực sự có thể thăng tiến thành trụ cột chính thức, sự nghiệp game thủ của anh ta mới có thể viên mãn. Những năm tháng nỗ lực không bị đổ xuống sông xuống biển và càng không phải làm bảo mẫu cho Akat, sống dưới cái bóng của Akat. Thực ra, Tiểu Phi có khả năng rất mạnh, anh có thể đối đầu với nhiều đối thủ trong trò chơi, không chịu thua kém, dựa vào kỹ thuật và kỹ năng tuyệt vời, nhanh chóng đánh bại nhiều người chơi khác. Ông ca thừa nhận Tiểu Phi xuất sắc, nhưng anh cũng không phủ nhận sự tồn tại của Akat. Năm đó Akat bị ngộ độc nhập viện, trước giờ lên sân vẫn kiên trì muốn đến, dưới tình trạng đó vẫn có thể đạt được thành tích tốt. Akat không thể thay thế, đó là sự thật mà tất cả mọi người không thể xóa bỏ, cũng là rào cản mà Tiểu Phi luôn khó để đối mặt. Dù miệng anh ta luôn tuyên bố muốn so tài với Akat, nhưng khi thực sự đối diện với God lại trở nên cực kỳ căng thẳng và sợ hãi. God bất ngờ không hạ sát Tiểu Phi khi mọi người vội vã đến hiện trường, chỉ thấy Tiểu Phi như thể bị ai đó kiểm soát tâm trí, tự mình bước đến mép ban công và sau đó tự hủy bằng cách bắn vào mình. Sự kiện này không chỉ khiến khán giả trên toàn trường hoảng hốt mà cả những người chơi ngồi đó cũng vậy. Họ không hiểu tại sao Tiểu Phi lại tự hủy, nhưng Tiểu Phi lại bày tỏ rằng những gì anh ta thấy từ God dù giống thật nhưng lại giả, không thể khẳng định đó chính là Akat, nhưng người trước mắt này giống như một bóng ma, sẽ kéo mọi người xuống địa ngục. Tiểu Phi giống như trong trò chơi, để lại lời số phận mà ai cũng không thể trốn thoát, sau đó bắn vào chính mình và ngã xuống trước mặt mọi người. Sự ra đi của anh ta một lần nữa phủ bóng tối lên cuộc thi này, đội H5 từng huy hoàng và nổi tiếng, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Nozakoji phát hiện ra điều bất thường từ bản đồ mà God tạo ra, anh cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh đó, trong đầu bắt đầu tái hiện trận chiến thế kỷ cách đây 5 năm. Và kết quả phát hiện ra rằng, khi mọi người tuyên thệ bảo vệ Akat và Đại Nga tìm kiếm đạn dược, chỉ vì Đại Nga tuyên bố trong hộp không có đạn mà khiến kế hoạch thất bại.
Tình trạng tuyệt vọng của Đại Nga đã xác nhận giả thiết của Nozakoji, anh quỳ trước màn hình khóc lóc, lặp đi lặp lại thú nhận lỗi lầm của mình với God. Tiếng khóc chưa dừng, giây phút kết thúc, sự thật của 5 năm trước cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Hồi đó, anh Diêu ở sòng bạc nợ nần, anh ta nhờ Đại Nga mang tiền đến giải cứu. Tuy nhiên, số tiền cứu nguy này quá ít, chủ sòng bạc đe dọa họ phải tham gia vào trận đấu theo ý muốn của mình. Dưới sự xúi dục của anh Diêu, ông C buộc phải chấp nhận thực tế, họ cùng nhau lừa dối và Akat bị lừa mà không hay biết. Sau trận đấu, Akat gặp riêng anh Diêu và Đại Nga, ba người bắt đầu xung đột. Dưới tác động của rượu, anh Diêu đã độc ác đánh gục Akat. Đại Nga thấy thế vô cùng sợ hãi, vội vàng kéo anh Diêu đi, nhưng trên đường về nhà, anh Diêu vẫn không quên kế hoạch trừ cỏ tận gốc. Anh đề xuất quay lại kho để đăng xuất Akat nhằm loại bỏ mối họa về sau. Nghe đến đây, anh Diêu tức giận dâng trào, anh mắng Đại Nga bóp méo sự thật. Thực ra chính Đại Nga lúc đó mới là người muốn đăng xuất người để bịt đầu mối, anh ta lợi dụng anh Diêu nôn mửa bên lề đường để lái xe bỏ chạy. Từ đó, Akat đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Hiện trường trận đấu lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, hai bên đưa ra lời khai trái ngược, tạo ra sự việc rắc rối không dứt. Khi anh Nozakoji không thể xác định được lời khai nào chính xác hơn, Đại Nga liền lấy ra bản ghi hình của camera hành trình vào đêm đó, trong đó hình ảnh trực tiếp chỉ rõ anh Diêu chính là thủ phạm. Kẻ có tội không được kết luận, cuộc thi vẫn phải tiếp tục, chỉ là trận đấu này không còn là cuộc đấu giữa các vận động viên, mà là cuộc đua giành giật từng giây giữa Nozakoji và God. Nếu anh ấy thắng, toàn bộ khán giả sẽ được cứu và chất nổ sẽ tự động được gỡ bỏ. Nếu anh ấy thua, có lẽ Nozakoji đang đánh cược mạng sống của mọi người. Màn hình trò chơi từ góc nhìn của khán giả đã chuyển sang chế độ ban đêm, lúc này bầu trời tỏa sáng dưới tia chớp. Mây đen dày đặc và nặng nề đang áp sát, tựa như đang ở bên miệng vực thẳm, ngập trong bóng tối, nuốt chửng cả linh hồn con người. Đội bị tiêu diệt hoàn toàn và God quả nhiên trở thành hồn ma được mọi người đồn đại, lặng lẽ xuất hiện, lúc ẩn lúc hiện. Vùng an toàn trong trò chơi bắt đầu thu hẹp, khí độc màu mực dày đặc bắt đầu tỏa ra từ mọi phía về phía vùng an toàn. God tìm ra chỗ ẩn nấp của Nozakoji, nhưng khi anh ta chuẩn bị ra tay, ông K bất ngờ xuất hiện và đánh bại anh ta. Trò chơi kết thúc, Nozakoji giành chiến thắng một mình. Khi khán giả vừa mới phản ứng, chưa kịp hoan hô mừng rỡ, lực lượng cảnh sát quốc tế cũng kịp thời đến nơi. Vì không thể chống lại sự cám dỗ của thức ăn ngon, Nozakoji và những người khác sẵn lòng theo cảnh sát đến Đài Loan, Trung Quốc để tiếp tục điều tra, nhưng thực tế quá khắc nghiệt, không êm đềm như họ tưởng, chỉ còn lại phòng thẩm vấn lạnh lẽo và việc ghi chép mệt mỏi. Sau khi hoàn tất việc ghi chép, đã là nửa đêm, sấm chớp dường như cố ý tạo nên môi trường giống như trong trò chơi, không chỉ mang lại bóng tối cho sở cảnh sát mà còn để lại cơn mưa lớn trên đường phố, đồng thời còn có một vị khách không mời. Ông Ca hơi hoảng sợ, sau khi ký tên xong liền vội vàng trở về nhà. Tuy nhiên, khi đến cửa nhà, chỉ thấy cửa chính hơi hé mở. Căn phòng yên tĩnh, cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, nhưng cuối cùng không thấy bất kỳ điều bất thường nào. Chính khi ông Ca lơ là cảnh giác chuẩn bị nghỉ ngơi, God lại xuất hiện đằng sau với gương mặt đáng sợ, trong tay cầm một con dao nhọn. Mặc dù cơn ác mộng chóng qua, tin tức về sự ra đi của Đại Nga và anh Diêu dồn dập đến. Mọi người đều đoán rằng đó là sự báo thù của linh hồn và một vị thầy phong thủy đã công khai trên truyền hình cách hóa giải oán khí. Ông Ca lái xe vào rừng vào ban đêm, tìm theo dấu vết để đào lên bộ xương của Akat đã chôn cất nhiều năm. Anh ta làm theo lời thầy phong thủy, hy vọng cách này có thể giải tỏa bất an trong lòng mình. Bật lửa không cháy, Nozakoji nhái giọng Akat, cuối cùng khiến ông Ca thú nhận tất cả tội lỗi. 5 năm trước, đội H5 đối mặt với bước đường cùng trong sự nghiệp, đúng lúc ông Ca nợ nần không thể trả. Ông ta tình cờ biết được kế hoạch thao túng trận đấu, vì vậy đã đặt cược vào đội bạo quân với tỷ lệ lợi nhuận cao, 1-2.5. Ông Ca biết Akat nắm giữ bằng chứng về việc thao túng trận DUAN đầu muốn thuyết phục, nhưng Akat dù có vẻ không tự lập trong cuộc sống, thực ra vẫn giữ những nguyên tắc và giới hạn cơ bản. Anh ta duy trì phẩm cách mà một người trong giới game thủ nên có, cũng chính vì sự kiên định này mà cuối cùng anh đã gặp phải tai ương. 5 năm sau, Akat, người đã được chôn vùi dưới đất hoang, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mang theo tất cả chuyện xưa cũ, hóa thành một vết mực đắng cay trong lịch sử cuộc đời mình. Điều đó không thể so sánh với vinh quang của những chiếc cúp, nhưng lại có thể khắc sâu vào tận nơi sâu kín trong lòng mỗi người. Người đăng xuất mang theo danh vọng buồn, người sống nhớ kỹ, cũng là một phần của sự tập hợp và phân tán trong thế giới lạnh lẽo này. Vụ án được giải quyết, sự thật được phơi bày, Nozakoji dẫn bạn bè đến bệnh viện thăm người bạn chơi bài cô gái vui vẻ. Không những gặp được Tần Phong trong tin đồn mà còn phát hiện cô gái vui vẻ chính là mẹ của Akat. Hóa ra, một tháng trước, mẹ của Akat phát hiện mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian, bà muốn tìm hiểu nguyên nhân con trai mất tích trước khi qua đời. Nozakoji nhận lời điều tra vụ việc, vì khó khăn trong việc tìm ra căn nguyên nên mới cùng mọi người tổ chức cuộc thi mời ma giả. Họ định tìm manh mối từ đội H5, nhưng sau khi sàng lọc, mục tiêu đáng ngờ chính là đội trưởng đội xe lão già. Nozakoji không muốn mẹ Akat buồn lòng nên đã sửa ảnh và làm giả bản ghi âm trước, tạo ra lời nói dối tốt bụng rằng Akat đang đi du lịch. Tần Phong không vạch trần trực tiếp, còn Yamamoto Yuta thì nhận ra Nozakoji đang nhớ mẹ mình. Chỉ còn 2 phút nữa, Zeogen sẽ đóng cửa, mọi người trở lại trò chơi, tập hợp tại mộ của Akat, ôm nhau từ biệt bên bờ biển. Nhìn lên bầu trời xuất hiện đếm ngược mờ ảo, giống như pháo hoa lấp lánh bên cạnh, đẹp đẽ như ngắn ngủi. Thế giới thay đổi chóng vánh, chỉ có thời gian là vĩnh hằng. Giống như trong lễ trao giải vài ngày sau, Nozakoji vì thua cuộc trước một người qua đường giả vờ chạm vào cửa điện tử và đăng xuất. Từ đó mất giải nam diễn viên xuất sắc nhất, ngay cả những người bạn tin tưởng cũng lại chấp nhận sự thật đó. Có lẽ đúng như tổ tiên ta đã nói, chiến tranh,
là kế sách lừa đảo. Trong viện điều dưỡng thiên sứ nằm giữa núi sâu, Lâm Mặc mặc áo bệnh nhân số 414 hét lớn tôi không bệnh, rồi chạy vụt về phía cửa ra. Khi sắp chạy thoát, anh ta bị người đàn ông mặc áo có số 316 lao tới và đè xuống đất. Người đó cầm một cái kéo, lẩm bẩm với Lâm Mặc rằng cái mũi của anh có vấn đề và rồi đâm xuống. Sáng sớm, Lâm Mặc giật mình thức dậy từ cơn ác mộng và mở cửa cho Tiểu Ái. Nhờ vào khứu giác nhạy bén, Lâm Mặc đoán chính xác món ăn mà Tiểu Ái mang đến, thậm chí cả tên của cửa hàng. Trong lúc ăn, Lâm Mặc nhận được một cuộc gọi từ viện điều dưỡng thiên sứ, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt. Khi Lâm Mặc gọi lại, người bên kia thông báo rằng không có ai tên là Đạt Bang ở viện. Lâm Mặc nhớ lại, 3 tháng trước khi Đường Nhân rời đất nước, anh ấy từng nói với mình rằng đã gặp nghệ sĩ Dương Cầm, Đạt Bang. Người nói rằng mình đang điều tra một vụ án lớn, nhưng rủi ro rất cao, nếu gặp nguy hiểm thì phải nhờ Đường Nhân giải cứu. Dưới sự thúc giục của Đường Nhân, nghệ sĩ Dương Cầm nói rằng mình đang điều tra về viện điều dưỡng thiên sứ, nơi chứa đầy thiên tài và kẻ điên. Lâm Mặc cảm thấy có điều không ổn, liền đến văn phòng thám tử của nghệ sĩ Dương Cầm, nhưng chỉ thấy một cô gái. Dựa vào giai điệu phát ra từ điện thoại, cô gái đó xác định rằng sếp của mình, nghệ sĩ Dương Cầm, đang ở viện điều dưỡng thiên sứ và muốn gặp Lâm Mặc. Lâm Mặc từ chối gặp, nhưng biết rằng 3 tháng trước, sư phụ Đường Nhân đã nhận 2 triệu tiền cứu trợ khẩn cấp từ nghệ sĩ Dương Cầm và ký hợp đồng thay mặt Lâm Mặc, nên anh không thể không tuân theo thỏa thuận. Tiểu Ái đưa Lâm Mặc đến viện điều dưỡng, nơi họ được y tá trưởng Bành Tây tiếp đón. Bành Tây nói với Tiểu Ái rằng ở đây không khuyến khích việc thăm viếng quá thường xuyên. Tên gọi trong xã hội của họ cũng sẽ bị xóa bỏ, chỉ cần báo số 414 khi đến thăm và không được mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào. Sau khi vào bên trong, Lâm Mặc bắt đầu tìm hiểu về nghệ sĩ Dương Cầm Đạt Bang nhưng không thu được thông tin gì. Khi đi ngang qua một phòng bệnh, một người đàn ông mang số 316 bất ngờ lao tới làm Lâm Mặc giật mình. Y tá Nancy nói anh ta tên là Sa Mã, đã từng đoạt chức vô địch Muay Thái khi còn trẻ và có tính khí rất xấu. Khi đến giờ uống thuốc, Lâm Mặc ngậm thuốc trước mặt y tá rồi lén nhổ ra tay, ngước lên thì phát hiện có người đang theo dõi mọi động thái của họ từ tầng trên. Bành Tây đưa hồ sơ bệnh án số 414 cho giám đốc Đạt Minh xem. Nancy nói rằng 414 đang tìm kiếm một người tên là Đạt Bang, biệt danh là nghệ sĩ Dương Cầm. Vào buổi đêm, Lâm Mặc nhớ lại lời cô gái ở văn phòng thám tử nói với mình, 0 giờ 10 phút, thứ năm, phòng tắm nam. Theo chỉ dẫn, anh lén lút đến phòng tắm nam vào thời điểm đó, nhưng lại phát hiện nghệ sĩ Dương Cầm đang xuất ở đó. Dụng cụ gây án là chiếc áo bệnh nhân số 399. Qua tư thế đang xuất và vết hằn, Lâm Mặc phân tích rằng anh ta đã bị bóp cổ đang xuất. Từ sợi vải trong cái móng tay, anh nhận ra đó là chiếc áo màu tím, và trong viện điều dưỡng, chỉ có phụ nữ mới mặc áo màu tím. Nhìn vết bầm trên mắt cá chân, có vẻ hung thủ là hai người. Hung thủ vứt xác ở phòng tắm không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn họ biết Lâm Mặc sẽ đến. Đúng lúc Lâm Mặc sắp ra khỏi phòng tắm thì chuông báo động vang lên. Lâm Mặc nói với giám đốc rằng mình không phải kẻ điên, nghệ sĩ Dương Cầm đã bị ám sát, nhưng Bành Tây chỉ nói anh đã mắc chứng rối loạn lo âu. Phát cuồng theo cơn và ra lệnh cho người ta tiêm thuốc an thần rồi kéo anh trở lại phòng. Buổi sáng, Lâm Mặc tỉnh dậy và phát hiện mọi bệnh nhân đều như bình thường. Một y tá nói với anh rằng việc bệnh nhân tự hủy ở đây là chuyện rất bình thường. Lâm Mặc la lớn rằng mình không phải là bệnh nhân và muốn gọi cảnh sát, nhưng Bành Tây nói với anh rằng việc anh có phải là bệnh nhân hay không không phải do anh quyết định. Khi Lâm Mặc cố gắng chạy ra ngoài, anh bị một người đàn ông mang số 316 dùng tay khóa chặt, không thể nhúc nhích. Khi tỉnh lại, Lâm Mặc nhận ra mình đang ở trong phòng trị liệu của nha tâm lý An Tụng tại viện điều dưỡng thiên sứ. Lâm Mặc hỏi về tình hình của số 399, An Tụng nói rằng họ không có nhiều giao tiếp, chỉ biết rằng anh ta có họ Cai, là một giáo viên và có rối loạn nhân cách biểu diễn. Dựa vào hình hoa khắc trên lòng bàn tay của Đạt Bang, Lâm Mặc hỏi liệu có nhân viên hoặc bệnh nhân nào họ Hoa ở đây không. An Tụng cho biết có một bệnh nhân tên là anh Hoa bị giữ ở khu vực chăm sóc đặc biệt, đó là một thế giới hoàn toàn khác. Khi rời phòng trị liệu, Lâm Mặc lén lấy một chiếc kẹp giấy, sử dụng nó để mở khóa thành công và đánh cắp thẻ ra vào của bảo vệ, nhưng cuối cùng bị bắt quả tang khi đang quẹt thẻ. Bành Tây rất tức giận và sắp xếp gửi anh đến khu vực chăm sóc đặc biệt. Phương pháp điều trị bằng điện giật khiến Lâm Mặc rơi vào hôn mê, nhưng bộ não của anh vẫn hoạt động nhanh chóng. Anh phân tích rằng kẻ sát nhân rất hiểu anh, biết anh có khứu giác nhạy bén nên cố ý để nghệ sĩ Dương Cầm đang xuất dưới vòi hoa sen và họa tiết trên sàn của khu vực chăm sóc đặc biệt khớp với vết thương trên cơ thể nghệ sĩ Dương Cầm. Vì vậy anh suy đoán nghệ sĩ Dương Cầm đã đăng xuất ở khu chăm sóc đặc biệt và sau đó được chuyển đến phòng tắm nam. Do nắm được điểm yếu của Nancy, Lâm Mặc đã đe dọa cô ấy giúp đỡ, và với sự trợ giúp của cô, Lâm Mặc cuối cùng đã tìm thấy anh Hoa. Trong xe, một người đàn ông chạm tay vào chân anh Hoa, cô ấy mỉm cười và nắm lấy tay anh ta đặt lên mặt mình, sau đó bất ngờ dùng sức cắn vào ngón út của anh ta. Sau đó, cô ấy bị y tá đè xuống và đưa vào viện điều dưỡng thiên sứ. Lâm Mặc tìm thấy anh Hoa, anh kể cho cô về mình và nghệ sĩ Dương Cầm. Anh Hoa yêu cầu anh làm một việc để chứng minh anh không điên. Nếu anh có thể tìm thấy xác của nghệ sĩ Dương Cầm ở sau núi và mang về một đốt ngón út, cô ấy sẽ kể cho anh nguyên nhân sự ra đi của nghệ sĩ Dương Cầm và bí mật của nơi này. Lâm Mặc cũng biết từ Nancy rằng anh Hoa bị giữ trong khu vực chăm sóc đặc biệt vì cô ấy không rõ lý do đã cắn đứt ngón út của một bệnh nhân nữ nửa tháng trước. Lâm Mặc lại được sắp xếp gặp nhà tâm lý An Tụng. An Tụng đồng ý sẽ kể cho Lâm Mặc một điều về anh Hoa nếu anh chia sẻ một câu chuyện về bản thân mình. Lâm Mặc kể về câu chuyện gặp gỡ với Ivy, An Tụng cảm thấy ghen tị vì từ nhỏ đến lớn anh chưa từng trải qua một tình yêu đẹp đến vậy. An Tụng nói với Lâm Mặc rằng anh Hoa được đưa vào đây vì cô ấy đã cắn đứt ngón út của cha dựng mình. Cha của anh Hoa mất sớm, mẹ cô tái hôn với một người đàn ông giàu có. Một năm sau, mẹ của anh Hoa đang xuất đuối, mọi người đều nghĩ cha dựng là thủ phạm thực sự. Sau đó,
tình trạng tinh thần của anh Hoa dường như không ổn và cô ấy còn sinh một đứa con. Khi cô ấy cắn đứt ngón út của cha dượng, cô ấy đã bị cha dượng đưa vào viện điều dưỡng, ở đó 3 năm, trong khoảng thời gian đó, con của cô cũng qua đời. Lâm Mặc hỏi về bệnh nhân mà anh Hoa tấn công, An Tụng nói đó là bệnh nhân số 321. 3 ngày sau sự việc, bệnh nhân số 321 đã xuất viện. Vào ban đêm, Lâm Mặc cầm chiếc đèn pin mà Nancy đưa và đến phía sau núi. Tại đây, Lâm Mặc bất ngờ đào ra bệnh nhân số 321 mất một đốt ngón út và cơ thể của anh ta đã bị mổ xẻ, khi ấn vào có vẻ như bên trong đã trống rỗng. Sau đó, anh tìm thấy nghệ sĩ Dương cầm số 399, tương tự, cơ thể của ông ấy cũng đã bị mổ xẻ. Và tất cả những điều này đều được camera giám sát ghi lại. Sau khi bị bắt, Lâm Mặc lại một lần nữa chịu sự tra tấn bởi phương pháp điều trị bằng điện giật của Bành Tây. Khi Tiểu Ái đến thăm Lâm Mặc, cô ấy được thông báo rằng anh đang nhận điều trị và từ chối cho thăm viếng, mọi thứ mang đến cũng không được phép đưa vào. Lâm Mặc hỏi Nancy, sau thời gian dài làm việc ở đây có gặp phải chuyện lạ nào không? Nancy nói rằng đúng là có một sự việc kỳ lạ xảy ra trước ngày nghệ sĩ Dương cầm số 399 tự hủy. Hôm đó họ đang tổ chức cuộc họp thì bất ngờ được một y tá thông báo khẩn cấp rằng số 399 đã mất tích. Cuối cùng họ tìm thấy số 399 ở văn phòng giám đốc tầng 3. Số 399 đã hát một đoạn giai điệu, giám đốc phát hiện điện thoại chưa cúp, vừa định nghe thì số 399 vội vàng tắt điện thoại. Bành Tây nói với Đạt Minh rằng Lâm Mặc không phải là người điên, anh thực sự là một thám tử. Đạt Minh không mấy quan tâm, đặt câu hỏi liệu một thám tử không thể mắc chứng phân liệt tinh thần sao. Với sự giúp đỡ của Nancy, Lâm Mặc một lần nữa gặp được anh Hoa và anh thẳng thắn nói rằng chính Sa Mã và anh Hoa đã cùng nhau cho đăng xuất nghệ sĩ Dương Cầm. Anh Hoa không phủ nhận mà lại tỏ ra phấn khích, nói rằng giờ đây cô ấy biết chắc Lâm Mặc chính là người có thể dẫn cô ra ngoài. Vì người kia hứa hẹn sẽ giúp cô ấy thoát ra ngoài, nên anh Hoa đã giúp họ cho đăng xuất không ít người. Nhưng cô đã ở đó 3 năm, giờ đây cô không còn hy vọng gì vào người chỉ đạo cô nữa, vì vậy cô chọn Lâm Mặc. Anh Hoa nói với Lâm Mặc rằng ở tầng 3 có một hành lang, cuối hành lang là một con sông. Có thể thoát ra từ đó, cô sẽ nói cho Lâm Mặc biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai sau khi cô thoát ra. Lâm Mặc thiết kế vụ hỏa hoạn để kích hoạt báo động. Trong lúc hỗn loạn ở viện điều dưỡng, anh lợi dụng cơ hội đưa anh Hoa đi, nhưng ngay tại hành lang tầng 3, họ bị Sa Mã cầm dìu chặn lại. Sa Mã đã được huấn luyện, Lâm Mặc không phải là đối thủ của anh ta. Anh Hoa trong lúc giúp đỡ đã vô tình rơi xuống lầu, còn Lâm Mặc cũng bị bảo vệ đến kịp thời đánh bất tỉnh. Bành Tây cầm theo đồ chơi ô tô nhỏ đến trường mẫu giáo để đón con trai Tiểu Trí, nhưng tại cửa lại bị chặn lại. Cảnh sát nói với cô rằng có một bệnh nhân tâm thần tại trường mẫu giáo đã gây ra vụ chém người, và lúc này, một thi thể được đẩy ra, trong tay vẫn cầm đồ chơi ô tô. Bành Tây vội vã gạt chiếc vải trắng, thấy đó là con trai mình, Tiêu Chí, cô sụp đổ ngay lập tức, mất kiểm soát cảm xúc và ôm lấy con mình khóc nức nở. Sau khi điều tra nguyên nhân vụ cháy, Đạt Minh lớn tiếng quát mắng Lâm Mặc vì hành động phóng hỏa của anh đã khiến viện điều dưỡng thiệt hại lên đến 5 triệu. Lâm Mặc vạch trần âm mưu của Đạt Minh, nói rằng ông ta luôn sử dụng lòng hận thù của anh Hoa đối với cha dượng để chỉ đạo cô ta cho đăng xuất người. Đạt Minh tức giận, sắp xếp để Lâm Mặc bị giam cầm một tuần. Trên đường đi, Lâm Mặc đã giằng co và khi sắp chạy thoát thì bị Sa Mã chặn lại. Sa Mã vừa lẩm bẩm cái mũi của anh có vấn đề vừa cầm kéo nhắm thẳng vào mũi Lâm Mặc và đâm vào. Lâm Mặc đau đớn một mình trong phòng giam cách ly, từ sự tức giận ban đầu đến việc trở nên ngoan ngoãn khi ra khỏi phòng giam, Lâm Mặc đã trải qua rất nhiều. Anh tuân theo quy định, uống thuốc, ra ngoài hóng gió, không còn tìm cách trốn chạy nữa. Bành Tây hỏi ý kiến của Đạt Minh về việc có nên chuyển Sa Mã, người sắp ra khỏi phòng giam, đến khu vực chăm sóc đặc biệt không. Đạt Minh không hoàn toàn đồng ý, Tiểu Ái lại yêu cầu được thăm Lâm Mặc, nhưng lần nữa bị từ chối, vì thế cô đã gây ồn ào tại quầy tiếp nhận, đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Lúc này, Đạt Minh xuất hiện, ông nói với Tiểu Ái rằng Lâm Mặc đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, và việc thăm viếng cũng cần có chứng minh thư nhân thân chính thức và cô có thể gọi cảnh sát, nhưng làm vậy sẽ không tốt cho cả hai bên. Khi rời khỏi viện điều dưỡng, Tiểu Ái nghe thấy bản nhạc Dương Cầm mà Lâm Mặc đang chơi. An Tụng biết Lâm Mặc đã mất khứu giác, vì vậy đã gửi cho anh một tô mì. Lâm Mặc kể về câu chuyện thời thơ ấu của mình, cha anh là một giáo viên hóa học, gia đình không phải dạng vừa khi xưa, nhưng một ngày có mấy người đến, sau đêm đó, anh mất đi cha mẹ. Về hung thủ, anh chỉ nhìn thấy hình xăm chữ Q và mùi hương đặc biệt trên người họ. Đổi lại, Lâm Mặc yêu cầu An Tụng kể về Sa Mã. An Tụng cho biết Sa Mã là một người đáng thương, ông ta từng là một võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng sau khi giải nghệ, vợ ông ta đã bỏ trốn với người khác, ông ta một mình nuôi con trai khôn lớn, vì cuộc sống mà đành phải tham gia đấu quyền anh ngầm và bị tổ chức quyền anh chợ đen kiểm soát. Sau đó vì không tuân theo ý muốn của ông trùm mà thắng cuộc, ngoài cháu gái ra, cả gia đình đều bị cho đăng xuất và bản thân ông ta cũng bị gửi đến viện điều dưỡng thiên sứ. Vì chuyện của Lâm Mặc, Sa Mã bị sắp xếp 6 liệu trình điều trị điện giật, nửa tháng bị giam cầm, An Tụng rất lo lắng cho Lâm Mặc. Đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế gọi điện để sắp xếp một bệnh nhân đến viện điều dưỡng thiên sứ, Đạt Minh rất coi trọng điều này. Nancy nói Lâm Mặc muốn được chuyển trở lại khu vực chăm sóc đặc biệt, Đạt Minh khinh thường cười một tiếng, không phải muốn chuyển đến đâu thì chuyển đến đó. Bệnh nhân mới, rách da số 444, được chẩn đoán mắc chứng hưng cảm mức độ nặng nhất và có khuynh hướng bạo lực. Vào ban đêm, Sa Mã lẻn vào phòng của Lâm Mặc cố gắng siết cổ anh, nhưng vào phút chót, anh được rách da kịp thời cứu thoát. Rách da trong cuộc đấu với Sa Mã cũng nhanh chóng chiếm ưu thế, một cú đá bay khiến Sa Mã không thể nhúc nhích. Đạt Minh nghe thấy tiếng động dẫn người chạy đến, sau khi rách da hạ gục tất cả mọi người đến, anh lại đánh Sa Mã một trận cho đến khi Sa Mã bị đánh bại. Đạt Minh lịch sự mời rách da quay trở lại phòng nghỉ, nhưng rách da bày tỏ anh muốn ngủ chung phòng với Lâm Mặc đêm nay. Hóa ra,
Tiếng đàn piano mà Tiểu Ái nghe được ở cửa ngày hôm đó chính là tín hiệu cầu cứu âm thầm của Lâm Mặc. Vì tìm cảnh sát cần thời gian thủ tục nên sau khi thảo luận với Sasa, Tiểu Ái nhanh chóng tìm cho Lâm Mặc một vệ sĩ, đó chính là Jack Gia. Jack Gia hào hứng thông báo với Lâm Mặc rằng ngày mai lực lượng lớn sẽ đến. Ngày hôm sau, phó giám đốc sở cảnh sát khu phố Tàu, Khôn Thái mang theo một tách cà phê đến viện điều dưỡng, bên cạnh là sĩ quan Sasa từ sở cảnh sát Tân Mạn và Tiểu Ái. Đạt Minh sợ hãi Khôn Thái, vội vã sai người gọi Lâm Mặc ra. Lâm Mặc nói rằng bên trong viện điều dưỡng ẩn chứa một tổ chức tội phạm ngầm buôn bán nội tạng người. Nghe xong, Khôn Thái lập tức ra lệnh cho Đạt Minh tập hợp tất cả các bác sĩ và bệnh nhân. Sasa và Tiểu Ái đều đau lòng khi thấy Lâm Mặc bị thương, Khôn Thái hơi ghen tị, vội vàng kéo Sasa ra một bên. Khôn Thái thành lập nhóm điều tra, Sasa là người phụ trách, Lâm Mặc và Jack Gia là nhân viên điều tra không chính thức, giúp Sasa điều tra kỹ lưỡng vụ án này. Lâm Mặc sắp xếp cho Jack Gia theo dõi sát sao giám đốc Đạt Minh, yêu cầu Bành Tây dẫn mình đi tìm thi thể của anh Hoa, cơ quan nội tạng của anh Hoa cũng đã mất. Dựa vào camera giám sát ở cửa viện điều dưỡng, Lâm Mặc phát hiện xe của giám đốc đã đến phòng khám nha khoa Tốc Đạt. Và sau sự ra đi của số 399 và 321 vài giờ, Đạt Minh cũng đã đến phòng khám nha khoa Tốc Đạt. Lúc này, Tiểu Ái vội vã đến, nói rằng đã phát hiện tình hình mới. Trong lớp học, giáo viên đã ra đề bài viết văn, mẹ của em. Tất cả các bạn học sinh đều bắt đầu viết, chỉ có một bạn nhỏ không thể viết được, cậu bé nhìn quanh một cách rụt rè. Lúc này, cậu bé phát hiện ra những người khác dường như đều quay đầu nhìn anh, chế giễu mẹ cậu là người điên, cậu cũng là kẻ điên. Cậu bé như mất trí, túm lấy tóc mình và hét lên, sau đó ngước nhìn xung quanh, mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh, không có ai nói gì cả. Xa xa, Tiểu Ái và cô Miêu từ văn phòng thám tử đã xem tin tức về trường mẫu giáo của con trai Bành Tây, hung thủ tên là Kata. Khi đó vì được xác định là bệnh nhân tâm thần nên đã được chuyển đến viện điều dưỡng Thiên Sứ và sau đó 3 tháng Bành Tây cũng được chuyển công tác đến đây. Kata sau khi được đưa vào viện điều dưỡng đã đăng xuất một cách bí ẩn sau nửa năm, đó cũng là vụ đăng xuất bí ẩn đầu tiên. Sau đó những sự ra đi liên tiếp không ngừng, giám đốc Đạt Minh chuyên ngành đại học là dược học. Vì thế, Tiểu Ái và cô Miêu nghi ngờ Đạt Minh và Bành Tây đã hợp tác phạm tội. Bên cạnh đó, Lâm Mặc đang sử dụng điện thoại để đọc truyện khi họ thảo luận về vụ án. Khi cô kiểm tra tài khoản nước ngoài của Đạt Minh, phát hiện ông ta chuyển tài sản dưới danh nghĩa từ thiện. Jack ra điều tra mạnh mẽ phòng khám nha khoa Tốc Đạt, khi chủ phòng khám đang xóa tệp tin thì Jack ra kịp thời giữ lại máy chủ máy tính. Anh ta nói với Lâm Mặc rằng phòng khám chính là tổ chức lớn của họ, nơi đó có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Mọi thứ đều diễn ra một cách có tổ chức và trật tự dưới sự sắp xếp của Lâm Mặc. Kiko kiểm tra máy chủ, Sasa thẩm vấn chủ phòng khám. Jack ra theo sát và giám sát Đạt Minh, còn Lâm Mặc thì tiếp tục đọc tiểu thuyết trên điện thoại của mình. Vào buổi tối khi ăn tối, Kiko đã cho mọi người xem bản ghi kế toán của phòng khám. Cô ấy cũng đã hack vào cổng web đen của máy tính phòng khám, tìm được mọi bản ghi duyệt web và thị trường chợ đen buôn bán nội tạng người. Người dùng trên thị trường chợ đen có tên là Kinh. Nhưng Kinh chỉ chuyển 4% số tiền giao dịch nội tạng sang quỹ, phần còn lại vẫn nằm trong tài khoản cá nhân của Kinh. Và nghệ sĩ Dương Cầm đã trải qua một ca phẫu thuật ghép thận một năm trước, đó là cách anh ta tiếp xúc với thị trường chợ đen nội tạng người. Lâm Mặc tìm Bành Tây để hỏi về lý do Sa Mã tấn công cô. Bành Tây đã thú nhận lý do cô đến đây cũng như chỉ thị từ Đạt Minh đối với cô. Cô ấy bị tấn công bởi Sa Mã vì cô ấy nghi ngờ Đạt Minh. Vào lúc này, âm thanh đàn piano của Alai vang lên từ hành lang, Lâm Mặc cảm thấy có điều không ổn. Vội vã đi tìm Đạt Minh, nhưng Đạt Minh đã lợi dụng sự lơ là của Jack ra để nhảy từ tầng trên xuống, đăng xuất tại chỗ. Lâm Mặc cầm tờ giấy để trên đàn piano và hỏi Alai. Alai nói không biết ai để nó đó, anh chỉ thấy có giai điệu nên đã chơi theo. Cô Miêu nói rằng đó là ngôn ngữ bí mật của nghệ sĩ Dương Cầm, có nghĩa là đi đăng xuất đi. Lâm Mặc tìm đến An Tụng, anh đã đọc trước tiểu thuyết của An Tụng, trong đó hầu như mỗi nhân vật đều có một nguyên mẫu, nhưng chỉ có vua điều khiển nơi này, anh không thể tìm ra nguyên mẫu tương ứng. An Tụng nói đó là hư cấu, người bệnh này có bệnh tâm thần di truyền gia đình, mẹ anh ta là người điên, dưới sự giúp đỡ của bà ngoại, anh ta mới có thể sống sót một cách khó khăn với mẹ, nhưng trong lòng anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ mình là người điên. Anh ta thường cảm thấy mọi người xung quanh không thân thiện, mặc dù đã đậu vào chuyên ngành tâm lý học y khoa của đại học, nhưng không thể hòa nhập vào xã hội, vì vậy tự mình đóng cửa ở đây, trở thành vua của nơi này. Lâm Mặc nói thẳng là An Tụng đã kiểm soát tinh thần của mọi người ở đây. Những bệnh nhân đăng xuất bất thường hoặc là bị anh Hoa và Sa Mã xiết cổ, hoặc là bị giám đốc Đạt Minh tiêm thuốc cho đăng xuất. Nancy nhắc Lâm Mặc rằng An Tụng chưa bao giờ rời khỏi viện điều dưỡng. Lâm Mặc nảy ra một kế hoạch, dẫn An Tụng đến khu vực đông người ở trung tâm thành phố. An Tụng có hội chứng hoang tưởng bị hại nặng và như anh dự đoán, An Tụng phát bệnh. Dưới sự thẩm vấn của Lâm Mặc, An Tụng thừa nhận mình là Kinh. Vụ án được giải quyết, chính phủ tiếp quản viện điều dưỡng Thiên Sứ, họ sẽ tăng cường kiểm tra và quản lý đối với bệnh nhân và nhân viên y tế. An Tụng thừa nhận mọi tội lỗi mà không giấu giếm, bệnh nhân tâm thần phân liệt trong giai đoạn tinh thần bình thường phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Kiko thông báo với Lâm Mặc rằng cô đã bán bản quyền tiểu thuyết cho nhà xuất bản để đền bù khoản thù lao mà Lâm Mặc hứa hẹn với cô. Khứu giác của Lâm Mặc cũng dần hồi phục, mọi người nâng cốc ăn mừng. Vào một đêm mưa, một nhóm người mặc áo mưa màu tối lần lượt xuống từ một chiếc xe tải và bước vào một ngôi nhà. Một người đàn ông đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế ở giữa phòng khách, từ chiếc máy hát cũ, tiếng hát du dương, bình yên và trong sáng vang lên. Họ bao vây người đàn ông, một trong số họ rút dao đâm vào người đàn ông, sau đó, như chuyển tay nhau, mỗi người lần lượt đâm dao vào người đàn ông, cuối cùng, họ cùng nhau ném người đàn ông đang bất tỉnh xuống lầu, rơi trúng chiếc xe tải. Lâm Mặc tỉnh giấc từ tiếng động và gọi cảnh sát. Sau khi xuất trình giấy tờ,
anh cảm nhận được một mùi không bình thường tại hiện trường. Anh mở tủ và phát hiện một cô bé tên là Tiểu Trà đang run rẩy. Ở một nơi khác, 9 người thủ phạm cởi áo mưa của họ và ném vào thùng lửa, sau đó cùng nhau rời đi, trong số đó có cả đàn ông và phụ nữ. Dựa vào dấu vết tại hiện trường, Lâm Mặc suy luận rằng hung thủ có ý thức phòng phản trinh sát, đây là một vụ cho đăng xuất người có kế hoạch. Phó giám đốc Sở Cảnh sát Tân Mạn, Đỗ Lang, vì mặt mũi của Sasa, miễn cưỡng đồng ý cho Lâm Mặc tham gia vụ án với tư cách cố vấn. Nạp Văn trước khi đăng xuất là một luật sư, việc bị vứt xác công khai như vậy, Lâm Mặc suy đoán là một lời cảnh báo, một ý nghĩa đe dọa. Tiểu Trà chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội của hung thủ, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của bà hàng xóm Hoàng đã làm gián đoạn cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Hệ thống giám sát bị hack, Lâm Mặc yêu cầu Kiko giúp đỡ. Kiko thông báo cho Lâm Mặc rằng tài khoản cá nhân của Nạp Văn rất ít tiền, thậm chí không đủ để cô ấy mua một chiếc máy tính mới. Sasa thuyết phục Lâm Mặc tạm thời chăm sóc Tiểu Trà và Lâm Mặc không phản đối. Bà Hoàng, vì Tiểu Trà, đề nghị giúp Lâm Mặc chuẩn bị thức ăn miễn phí. Kiko gửi cho Lâm Mặc bức ảnh của người đã phá hủy video giám sát, tên là A Minh, một lập trình viên cấp độ trung bình bình thường, gia nhập công ty công nghệ Hốt từ 5 năm trước. Sasa tìm hiểu, năm đó từ làng trài có 2 sinh viên đại học ra trường, một là A Minh, một là Ba Thơ. Nhưng gần đây Ba Thơ đã qua đời do đột quỵ cơ tim khi làm việc thêm giờ, và vì là ngoài giờ làm việc, công ty Hốt từ chối bồi thường. Sasa còn biết được từ mẹ của A Minh rằng A Minh và bạn gái là một vũ công đã mua nhà và chuẩn bị kết hôn. Lâm Mặc theo dõi A Minh cho đến khi anh ta trở về nhà. Đối diện nhà A Minh là nữ MC Mandy, chính là người bạn gái mà A Minh nói dối với mẹ mình. Mandy nói với Sasa và Lâm Mặc rằng video mua nhà kia là do một fan trung thành của cô, Cernay, yêu cầu cô ghi lại để gửi cho mẹ anh ta, và họ chưa từng gặp nhau, cô chỉ biết Cernay nói muốn tìm luật sư giúp bạn đòi công lý. Sasa phát hiện A Minh thực sự có ủy thác tại Nạp Văn và vụ kiện đó đã thua. Lâm Mặc và Sasa đến công ty Hốt tìm A Minh. A Minh nói rằng vào thời gian vụ án xảy ra anh ta đang ngủ. Khi nhắc đến vụ kiện, A Minh không phản hồi. Lâm Mặc mở video mua nhà của Mandy trên điện thoại. A Minh mặt không biểu cảm nói rằng anh ta không biết Lâm Mặc đang nói về cái gì, rồi tự mình trở lại chỗ làm. A Minh mê mẩn Mandy, vui mừng vì đã tặng quà cho cô. Lâm Mặc yêu cầu Sasa kiểm tra tình hình tài chính của A Minh. Trở về nhà, bà Hoàng nấu món súp tom yum mà Tiểu Trà yêu thích nhất. Bà khuyên Lâm Mặc nên tìm một bạn gái để chăm sóc, cô gái Sasa thì rất tốt. Lâm Mặc hỏi Tiểu Trà liệu cha cô có kẻ thù không, Tiểu Trà lắc đầu không rõ. Sasa phát hiện ra rằng A Minh thường xuyên vay mượn từ một công ty tài chính với lãi suất cao, nhưng công ty này không có bất kỳ liên hệ nào với Nạp Văn. Vào lúc này, Sasa nhận được tin tức rằng A Minh đã tự nguyện ra trình diện. A Minh thừa nhận đã cho đăng xuất Nạp Văn, anh ta mô tả quá trình cho đăng xuất Nạp Văn và cách xử lý vũ khí. Lâm Mặc trực tiếp chỉ ra những điểm không hợp lý trong lời khai của A Minh, anh ta lấy ra biên lai thanh toán của A Minh trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Có bản ghi thời gian tặng quà cho Mandy trùng với thời điểm đăng xuất của Nạp Văn do pháp y suy luận, từ đó suy đoán rằng anh ta đã phá hủy video giám sát nhưng không tham gia vào vụ án mạng. A Minh vẫn khăng khăng rằng mình đã cho đăng xuất người, vì vậy cảnh sát mời mẹ anh đến, nhưng A Minh vẫn không chịu nói sự thật. A Minh từ bỏ công việc, đồng ý về quê với mẹ. Khi đợi xe, anh lại mở phát sóng trực tiếp của Mandy. Cô nói hôm nay sẽ là lần phát sóng cuối cùng và sẽ hát một bài hát mà cô tự sáng tác. Khi xe đến, A Minh nói với mẹ mình rằng anh muốn đi chia tay với một người bạn. Trước khi đi, A Minh nói với mẹ, con yêu mẹ. Lâm Mặc trở về nhà, không thấy Tiểu Trà, bà Hoàng nói Tiểu Trà đã đi học. Lâm Mặc không nghi ngờ gì, nhưng khi rửa tay, anh phát hiện một con dao trong bộ dao bị thiếu. Khi Lâm Mặc quay lại, bà Hoàng đột ngột cầm dao đâm về phía anh, không kịp phòng bị, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Ở một nơi khác, A Minh thấy Mandy đang cầm hành lý, A Minh thừa nhận mình chính là Cernay, Mandy khoe chiếc nhẫn cưới của mình, nói rằng cô sắp đi lấy chồng. A Minh đề nghị ôm Mandy, cô đồng ý, A Minh ôm Mandy và bất ngờ, họ cùng nhau rơi xuống từ lầu. Ở nhà ga, mẹ của A Minh vẫn mỉm cười chờ đợi, không hề biết rằng con trai mình đã rời khỏi thế giới này. Bà Hoàng tên thật là Hoàng A Vân, 30 năm trước, chồng bà qua đời sớm, vì vậy bà đưa con gái rời bỏ quê hương đến thành phố này. Bà bán hoành thánh để nuôi dạy con gái, nhưng bản thân bà lại mắc bệnh ung thư não, ngay cả sau khi phẫu thuật cũng chỉ có thể sống thêm 2-3 năm, nên con gái bà đã từ bỏ việc phẫu thuật. Lâm Mặc nói rằng khi ông thấy bà Hoàng tại hiện trường vụ án, anh cảm thấy có điều không ổn, cảm giác bà đang nói dối. Bà Hoàng không có mặt vào thời gian đó, và nơi bà ấy ở còn xa hơn khu Lâm Mặc, nhưng lại có thể ngay lập tức xuất hiện tại hiện trường vụ án sau Lâm Mặc. A Minh đã đăng xuất, nhưng để lại một khoản nợ lớn cho mẹ anh, không những vậy còn phải đối mặt với việc đòi bồi thường từ gia đình Mandy. Sau khi xử lý vết thương, Lâm Mặc và Sasa đến nhà bà Hoàng. Ở đó, họ phát hiện bà Hoàng đã tham gia vào hội thiền tâm một năm trước, nhìn từ bức ảnh trên tường. Túi phúc của bà không đeo trên cổ, nhưng bà luôn vô thức sờ vào chỗ đó. Vì vậy Lâm Mặc suy luận rằng túi phúc tại hiện trường vụ án là của bà Hoàng, bà đã tham gia vào vụ cho đăng xuất người. Trở về nhà, Lâm Mặc nói với Tiểu Trà rằng bây giờ anh đang điều tra lý do bà Hoàng tấn công mình, một khi tìm ra bà ấy, anh sẽ lập tức đưa cô về nhà. A Minh và bà Hoàng có điểm chung là cả hai đều tham gia vào hội thiền tâm. Kết quả khám nghiệm tử thi của Nạp Văn cho thấy trong dạ dày anh ta có một chìa khóa. Hơn nữa, tình hình tài chính của anh ta có vấn đề, thông thường anh ta không có thu nhập lớn, nhưng lại nhận được một khoản tiền lớn 3 triệu trước một tuần khi đăng xuất. Người chuyển tiền là biên tập viên chương trình truyền hình Khang Tụng, nói rằng Nạp Văn muốn bán cho anh ta một thông tin độc quyền trị giá 10 triệu, 3 triệu chỉ là tiền cọc. Cơ thể Nạp Văn có tổng cộng 10 vết thương, vũ khí gây án ít nhất là 3 loại trở lên,
nhưng các chi của cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu chống cự hay bị trói buộc. Lâm Mặc suy luận rằng khi anh ta gặp nạn đã mất khả năng chống cự và để bị đầu độc mà không hề hay biết thì chỉ có thể là người quen biết như Tiểu Trà hoặc bà Hoàng. Vì vậy, Đỗ Lang ra lệnh tìm kiếm bà Hoàng với tất cả nỗ lực. Lâm Mặc và Sa Sa đi tìm con gái của bà Hoàng, Tiểu Hòa. Cô ấy nói từ khi bà Hoàng tham gia hội thiền tâm, bà ấy dường như bị ám ảnh. Bà Hoàng đã tiêu hết tiền vào hội thiền tâm từ cháu gái ngoại của bà, Đồ Đồ. Lâm Mặc biết được bà Hoàng mắc bệnh ung thư não. Bà Hoàng để tránh bị truy đuổi, chạy đến một công viên giải trí bỏ hoang và qua đêm trong vòng quay. Lâm Mặc đưa túi phúc tìm thấy ở nhà bà Hoàng cho pháp y, yêu cầu anh ta kiểm tra thành phần bên trong. Cảnh sát đã sao chép một loạt chìa khóa giống như chìa khóa trong cơ thể Nạp Văn, nhưng không có một cái tủ nào trong nhà Nạp Văn có thể mở được. Lâm Mặc đưa chìa khóa cho Tiểu Trà. Tiểu Trà nói rằng cô bé chưa từng thấy chìa khóa này và dường như có giấu giếm điều gì đó về bà Hoàng. Ngày hôm sau, Lâm Mặc và Sa Sa một lần nữa tìm đến Tiểu Hòa, đề nghị muốn uống súp tom yum. Tiểu Hòa thẳng thắn nói rằng có một lần bà Hoàng đã đưa Đồ Đồ đến hội thiền tâm, may mắn là cô kịp thời đến và đưa Đồ Đồ đi. Ngoài ra, bà Hoàng đã dùng toàn bộ tiền thuốc men mà Tiểu Hòa đưa vào tiết kiệm của mình để tặng cho hội thiền tâm. Lúc này, một người phụ nữ cầm một chiếc túi phúc tìm đến Đồ Đồ đang chơi ở một bên, yêu cầu cô bé dẫn mình đến tìm bà Hoàng. Đồ Đồ đồng ý. Quả nhiên, ở công viên giải trí, Đồ Đồ tìm thấy bà ngoại. Hóa ra, bà Hoàng đã đưa hợp đồng bảo hiểm cho luật sư xem. Luật sư phát hiện ra hợp đồng có nhiều sơ hở lớn, nhưng muốn kiện thì cần rất nhiều tiền. Bà Hoàng quyết định từ bỏ việc điều trị. Khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, một y tá gọi bà lại, nói rằng hội thiền tâm có thể giúp bà miễn phí, vì thế đã đưa bà đến hội thiền tâm. Bà Hoàng biết ơn nói rằng vào lúc khó khăn nhất, chính giáo chủ hội thiền tâm đã giúp bà tìm lại hy vọng sống, bà sẽ không tiết lộ bí mật của hội thiền tâm. Người quản lý hội thiền tâm nói với bà Hoàng rằng giờ hội thiền tâm cũng cần sự bảo vệ của bà, sau đó đưa cho bà một chiếc túi phúc. Khi Lâm Mặc đến nơi, chỉ thấy bà Hoàng đang chơi cùng Đồ Đồ, nhưng bà đã không còn minh mẫn, bà thừa nhận chính mình đã cho đăng xuất Nạp Văn và nhận nhầm Đồ Đồ là con gái Tiểu Hòa. Ngay lúc đó, bà Hoàng ngã xuống, Lâm Mặc kiểm tra hơi thở và mạch đập của bà, lắc đầu. Bên cạnh đó, Lâm Mặc phát hiện một chiếc túi phúc, anh nói với Sa Sa rằng anh đã ngửi thấy mùi của vũ khí. Người quản lý hội thiền tâm tên là A Tín, cô từng là một bà nội trợ toàn thời gian, chồng cô, Jizazu, là chuyên gia nghiên cứu dược phẩm của phòng thí nghiệm y học tư nhân lớn nhất quốc gia. Họ từng là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp đã kết hôn và sống rất hạnh phúc, không lo cơm áo gạo tiền. A Tín từng cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, cho đến khi cô chứng kiến chồng mình ngoại tình. A Tín đã kể điều này cho bạn thân Nam Mộc. Sau khi say rượu, Nam Mộc đã nói thật với cô rằng phụ nữ nên quan tâm đến bản thân, nếu không sẽ không ai quan tâm. Vì vậy, A Tín đã lợi dụng lúc Nam Mộc say rượu để quyến rũ chồng của Nam Mộc. A Tín cảm thấy chồng ngoại tình không phải vì cô không đủ tốt, cô ghét bản thân mình lúc yếu đuối, vì thế cô tìm thấy sự tự tin từ hội thiền tâm mà cô tham gia hiện nay. Lâm Mặc và Sa Sa cùng Tiểu Trà đến hội thiền tâm tham dự lễ tiễn biệt cho bà Hoàng. Kể từ khi giáo chủ hội thiền tâm đóng cửa tu luyện một năm trước, hiện giờ hội thiền tâm hoàn toàn do A Tín quản lý. Cảnh sát phát hiện chất lấy từ dạ dày Nạp Văn, chất còn sót trong cơ thể bà Hoàng và tinh thể trong túi phúc tại hiện trường vụ án là cùng một chất. Nhưng hiện tại thành phần chưa rõ, sử dụng một chút có thể gây mê giảm đau, nếu liều lượng lớn có thể tạo ra hiệu ứng ảo giác, thậm chí ức chế hô hấp dẫn đến đăng xuất. Lâm Mặc dựa vào vết thương trên cơ thể Nạp Văn, suy luận rằng hung thủ có khả năng là người thuận tay trái. Vì lực đâm rất mạnh, không loại trừ khả năng lưỡi dao đã làm tổn thương vùng mu bàn tay của hung thủ. Và A Tín đồng thời phù hợp với cả hai đặc điểm này, ngón út tay trái của cô vừa khít với một vết thương. Để điều tra tốt hơn, Lâm Mặc quyết định tham gia vào hội thiền tâm. Trong lúc hội thiền tâm cầu nguyện, giáo chủ đặt tay lên mũi Lâm Mặc yêu cầu anh hôn vào chiếc nhẫn của mình. Ngay khi Lâm Mặc bắt đầu có ảo giác, A Tín nói giáo chủ đã thấy được linh hồn của anh. Lâm Mặc bước vào giấc mơ, mơ thấy mình hồi nhỏ. Anh phân tích rằng hội thiền tâm đang sử dụng nỗi sợ hãi và yếu đuối được bộc lộ trong giấc mơ của các hội viên, rồi xuất hiện như một vị cứu tinh để làm cho hội viên tâm phục khẩu phục, sa chân vào đó. Và chiếc nhẫn đó, Lâm Mặc ngửi thấy mùi giống như trong túi phúc của bà Hoàng, mùi của chất gây ảo giác. Lâm Mặc và Sa Sa tìm đến Jizazu. Jizazu sau khi kiểm tra xác định chất liệu trong túi phúc là mẫu vật từ phòng thí nghiệm của họ. 22 năm trước, chất gây ảo giác này lần đầu tiên xuất hiện trong cơ thể của một kẻ cho đăng xuất người bừa bãi trong một vụ án mạng. 5 năm trước, Jizazu tiếp quản phòng thí nghiệm của họ và do đó khởi động lại cuộc điều tra về chất này. Nó được gọi là Đông Hương Khắc Kiềm, xuất xứ từ Nam Mỹ. Người địa phương gọi nó là hơi thở của quỷ vì nó rất quý hiếm, có thể được sử dụng để giảm đau. Do đó Jizazu nuôi cấy chúng trong phòng thí nghiệm. Jizazu nhớ lại, A Tín thực sự đã xem báo cáo của anh ấy về Đông Hương Khắc Kiềm và anh ấy cùng A Tín là bạn học. A Tín cũng tốt nghiệp chuyên ngành dược học, còn là đối tác khởi nghiệp ban đầu của anh ấy. Lý do họ ly hôn là vì A Tín tham gia hội thiền tâm, do Nam Mộc giới thiệu cô ấy đến nó. Khi Lâm Mặc tìm Nam Mộc, anh phát hiện Nam Mộc đã mất tích từ 2 tuần trước và chồng của Nam Mộc chính là Khang Tụng. Khang Tụng nói từ khi A Tín tham gia hội thiền tâm, cô ấy đã thể hiện sự tự tin chưa từng có, phát huy rất hoàn hảo trở thành trung tâm của hội thiền tâm. Thay thế vị trí của Nam Mộc trở thành người quản lý hội thiền tâm và sau khi giáo chủ hội thiền tâm vào tu luyện, cô ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về hội thiền tâm. Sau đó Nam Mộc rời khỏi hội thiền tâm và một tuần sau đó mất tích. Khang Tụng đã điều tra, trong 2 năm A Tín tham gia hội thiền tâm, đã có 3 thành viên mất tích. Và bí mật mà Nạp Văn muốn bán cho anh ta chính là về hội thiền tâm, bao gồm cả thông tin về nơi ở của vợ mình, Nam Mộc. Cuộc điều tra cho thấy, 3 thành viên đó và Nạp Văn,
tất cả đều là những người đã rời bỏ hội thiền tâm và sau đó công khai chỉ trích hội tại các sự kiện công cộng. Lâm Mặc lẻn vào hội thiền tâm vào buổi đêm khuya, phát hiện giáo chủ hội có thói quen kỳ lạ là sưu tập vật dụng cá nhân của người tình. Nạn nhân không chỉ có A Tín mà còn có các nữ hội viên khác, bao gồm cả Nam Mộc. Nạp Văn và ba nạn nhân kia đều đã gặp mặt và có lẽ nắm giữ một số bằng chứng cụ thể về tội ác của hội thiền tâm, đây mới là nguyên nhân sự ra đi của họ. Lâm Mặc đưa ảnh của Nạp Văn cho giáo chủ và A Tín xem, A Tín mỉm cười nói rằng anh ấy không phải là thành viên của chúng tôi. Sau đó Lâm Mặc lớn tiếng kể về tình hình của A Minh và bà Hoàng cho các hội viên nghe. Trước sự nghi ngờ của hội viên, A Tín bình tĩnh nói Lâm Mặc đang vu khống. Lâm Mặc tiếp tục khiêu khích giáo chủ và A Tín. Cuối cùng, A Tín nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc và nói nhẹ nhàng, "Lâm Mặc, anh đã quá giới hạn." Lâm Mặc trở về nhà, Tiểu Trà rót cho anh một tách trà. Lâm Mặc nói với Tiểu Trà rằng anh đã tìm ra kẻ cho đăng xuất cha cô. Tiểu Trà vội vàng nói sẽ đổi cho anh một cốc nước khác. Lâm Mặc nói không cần và uống một ngụm, sau đó bắt đầu rơi vào giấc mơ. Trong mơ, anh thấy Ivy, thấy mình khi còn nhỏ, thấy mẹ gọi mình ra khỏi tủ quần áo. Trên xe, mẹ của Tiểu Trà tặng cô một cái hộp nhạc, Tiểu Trà rất vui. Lúc này, mẹ ở hàng ghế trước phát hiện bố Tiểu Trà vừa lái xe vừa uống rượu, trong lúc cố gắng giật lấy chai rượu. Gia đình họ đã gặp tai nạn xe hơi, mẹ của Tiểu Trà đang xuất tại chỗ, còn bố cô bị thương. Sau đó, một lần Tiểu Trà bị bạn bè ở trường bắt nạt, cô đã đánh lại, nhưng cuối cùng bố cô lại bắt cô phải xin lỗi bạn bè, cô không chịu, bố cô đã đánh cô trước mặt phụ huynh và giáo viên. Ở nhà, bố cô ngày càng sa vào rượu chè. Tiểu Trà thấy rõ và cảm thấy rằng chính bố cô đã hại mẹ cô, hại cô, bố cô mới là người nên đăng xuất. Trong khi Lâm Mặc đang chìm trong giấc mơ, một nhóm người mặc áo mưa màu tối đã lẻn vào nhà anh, vây quanh anh và khi họ chuẩn bị đâm dao vào Lâm Mặc, Jack Gia đã đột nhập qua cửa sổ, kịp thời cứu anh. Trong giấc mơ, Lâm Mặc và mẹ cùng ăn tối, bên ngoài cửa sổ là bố đang làm thí nghiệm. Cuối cùng, khi nhìn thấy Ivy mặc chiếc váy đỏ, Lâm Mặc đã vô tình gọi ra. Tại bệnh viện, Sasa đã tát Lâm Mặc tỉnh dậy, hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lâm Mặc. Sasa nói với Lâm Mặc, 10 nghi phạm tấn công anh đều nói rằng họ có mối thù cá nhân với Nạp Văn và muốn trả thù riêng. Mặc dù tất cả đều là thành viên của hội thiền tâm nhưng không ai nhắc đến hội. Đội của Đỗ Lang tiến hành khám xét hội thiền tâm, nhưng giữa chừng lại nhận cuộc gọi từ một vị nghị viên cấp cao buộc phải rút quân. Cuộc điều tra kết thúc mà không có kết quả. Giáo chủ đã đặt chuyến bay lúc 7 giờ tối để chuẩn bị bỏ trốn. Lâm Mặc nói rằng anh sẽ đi mở khóa. Sasa và Jack Gia tiếp tục theo kế hoạch. Lâm Mặc nói với Tiểu Trà rằng Nạp Văn mất khả năng phản kháng sau khi uống nước mà Tiểu Trà chuẩn bị. Nước đó đã được pha chất gây ảo giác. Và việc anh ta thúc giục hội thiền tâm cho đăng xuất mình chính là để kiểm chứng giả thuyết của mình. Lâm Mặc đã quan sát Tiểu Trà, cô có thái độ thù địch với thế giới bên ngoài nhưng lại tôn trọng A Tín, vì vậy Lâm Mặc suy đoán rằng Tiểu Trà cũng là thành viên của hội thiền tâm. Quả nhiên, Tiểu Trà được bà Hoàng giới thiệu vào hội. Mỗi khi thiền định, giáo chủ luôn yêu cầu họ hôn vào chiếc nhẫn của mình. Như vậy, hội thiền tâm đã nắm bắt được bí mật sâu kín trong lòng Tiểu Trà và làm phóng đại lòng hận thù của cô đối với cha mình, biến cô thành đồng lõa. Mặt khác, A Tín và giáo chủ đang chuẩn bị bỏ trốn tại sân bay, Đỗ Lang và Sasa dẫn người kịp thời chặn họ lại. Nhưng do không có lệnh bắt giữ, họ chỉ có thể dùng việc kiểm tra hành lý để trì hoãn thời gian. Tiểu Trà thú nhận với Lâm Mặc rằng cô chỉ nghe theo chỉ dẫn của A Tín đổ thuốc vào nước của cha mình, nhưng không biết họ định làm gì. Lâm Mặc nói với Tiểu Trà rằng anh đã hỏi giáo viên ở trường, sau khi Tiểu Trà chạy ra ngoài, để không khiến nhà trường đuổi cô, Nạp Văn đã tự gối xuống xin lỗi học sinh bị đánh. Đặc biệt khi biết Tiểu Trà tham gia hội thiền tâm, anh đã tìm Nam Mộc và nhận được chứng cứ tội phạm của hội. Sau khi Nam Mộc mất tích, Nạp Văn muốn dùng những chứng cứ đó để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ sau này, nhưng không may đã bị hội thiền tâm bịt miệng. Trong giây phút cuối cùng, Nạp Văn đã nuốt chiếc chìa khóa khi không ai chú ý, còn Tiểu Trà bị bà Hoàng đẩy vào tủ, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Bà Hoàng do để quên túi phúc tại hiện trường nên đã xuống xe giữa chừng trở lại hiện trường vụ án, nhưng vì cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, bà chỉ có thể giả vờ tìm Tiểu Trà, la hét và xông vào. Trong hành lý không có gì, Sasa đề xuất kiểm tra chiếc nhẫn của giáo chủ, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Sasa nhớ lại bức ảnh của giáo chủ, vì thế chạy lên trước cởi bỏ kính mát của giáo chủ, mới phát hiện người đi cùng với A Tín không phải là giáo chủ. Với sự giúp đỡ của Tiểu Trà, Lâm Mặc sử dụng chìa khóa để mở hộp nhạc, phát hiện ra một chiếc USB. Mặt khác, khi Đỗ Lang và Sasa tiếp tục tìm kiếm giáo chủ thật sự tại sân bay, họ bị A Tín ngăn cản. Họ cho một số lượng lớn hội viên đeo mặt nạ có in hình giáo chủ để chặn cảnh sát, cố gắng giúp giáo chủ thật sự trốn thoát. May mắn Sasa kịp thời nhận ra giáo chủ thật sự và với sự giúp đỡ của các sĩ quan cảnh sát đã thành công bắt giữ ông ta. Trong USB của Nạp Văn là video hội thiền tâm cho đăng xuất Nam Mộc. Giáo chủ đổ lỗi nói rằng ông ta không biết, tất cả do A Tín làm. A Tín cũng thừa nhận tất cả do cô làm, không liên quan đến người khác, tất cả những gì cô đã làm là để bảo vệ gia đình lớn hội thiền tâm. Cuộc điều tra cho thấy giáo chủ biết được bí mật của các hội viên là do ông ta tặng cho hội viên những album ảnh điện tử chứa camera giấu kín. Sau khi điều tra kỹ lưỡng hội thiền tâm, cảnh sát đã tìm thấy hàng trăm bản ghi video, ghi lại những lời tâm sự mơ hồ của các hội viên. Lâm Mặc mang hộp nhạc trở lại cho Tiểu Trà và nấu súp tom yum cho cô uống. Tiểu Trà yêu cầu Lâm Mặc đưa cô đến chùa cầu nguyện cho cha mẹ cô. Lâm Mặc nói sau này mỗi năm sẽ đưa cô đến và đã hứa với cô. Khi đang ăn, Lâm Mặc nhận được tin nhắn. Hóa ra, giám đốc trước của phòng thí nghiệm Jizazu chính là cha anh. Trong thế giới ảo trên mạng, Kiko đã giúp Lâm Mặc tìm ra một sự thật và đang chuẩn bị nói cho anh ta biết thì mèo Whiskey của mẹ cô, Vương Kiều Vân, chạy đến cửa phòng cô. Vương Kiều Vân ôm mèo gọi tên thật của Kiko là Vương Thắng Nam.
Đây là cái tên mà Vương Kiều Vân đã chi một khoản tiền lớn để đặt cho Kiko, nhưng Kiko lại thích mẹ gọi mình là Kiko hơn. Trở lại phòng, Kiko nói với Lâm Mặc, đúng như anh dự đoán, bản ghi cuộc gọi khẩn cấp 191 vào đêm ngày 9 tháng 6 đã bị người ta sửa đổi, và đó là thông qua mạng nội bộ của sở cảnh sát. Sau khi cúp máy, Kiko tháo bỏ bộ tóc giả đặc trưng khi làm việc, thay một bộ quần áo cao bồi sành điệu và quần màu cam sáng, cầm ván trượt ra khỏi nhà. Trong bồn tắm, một cô gái trẻ đang xuất ở đó, cô ấy cầm trên tay một con dao dùng trong mỹ thuật, bên cạnh là một chai rượu chưa uống hết. Sau khi khám xét hiện trường, viên cảnh sát Lâm Sâm cảm thấy vụ án không đơn giản như vậy nên quyết định quay lại sở cảnh sát. Lâm Sâm và Lý Sán báo cáo tình hình vụ án cho ông Trang, người đăng xuất tên là Thiệu Phi Phi, sinh viên của Học viện Lập Đức trước đây, địa điểm đăng xuất là khách sạn Tokyo tại tòa nhà Lavender, một khách sạn tư nhân, hệ thống giám sát bị mất và việc đăng ký ở khách sạn rất sơ sài. Thiệu Phi Phi đăng ký vào khách sạn với tên là Lương Tư. Lý Sán kết luận Thiệu Phi Phi tự hủy bằng cách cứa cổ tay, do nước nóng làm tăng tuần hoàn máu nên cô ấy đăng xuất nhanh hơn, nhưng Lâm Sâm không nghĩ vậy. Anh ta cảm thấy vụ án chắc chắn không đơn giản như vậy. Thiệu Phi Phi là một cô gái tốt, trong ảnh cô ấy có mái tóc đen dài thẳng, nhưng bây giờ lại là tóc ngắn màu đỏ và dài ngắn không đều, giống như bị chó cắn. Nhưng do hiện tại chưa có bằng chứng cụ thể nào, nên Lâm Sâm cũng không thể bác bỏ kết luận của Lý Sán. Lâm Sâm đề xuất gặp lại cha mẹ của Thiệu Phi Phi và ông Trang đã đồng ý. Nhưng cha mẹ của Thiệu Phi Phi vẫn đang trong cảm xúc đau buồn và không cung cấp cho Lâm Sâm bất kỳ manh mối giá trị nào. Cha của Lâm Sâm khuyên Lâm Sâm nên ít xen vào chuyện bao đồng. Lâm Sâm đành phải thuyết phục rằng vụ án này là vụ án cuối cùng trước khi ông Trang được điều chuyển. Nếu anh ấy giải quyết được, thì chắc chắn vị trí giám đốc sẽ là của anh ấy. Cha Lâm nghe xong rất hứng thú, còn đề nghị muốn giúp anh ấy giải quyết. Từ trợ lý của Lâm Sâm, cha Lâm biết được rằng chuyên gia mạng Kiko có thể giúp giải quyết vụ án và vì thế đã tìm đến quán bar nơi Kiko đang làm việc. Kiko đang giúp một khách hàng, cô Mạc, đòi lại tất cả chi phí cô đã trả cho Ngô Chí Nguyên. Sau khi xem xong thao tác của Kiko, cha Lâm rất ngưỡng mộ và mời cô tham gia nhóm giải quyết án. Nhưng vì sở cảnh sát giải quyết án không có bất kỳ khoản thù lao nào và Kiko đang cần tiền mua nhà nên cô đã từ chối trực tiếp. Cha Lâm không từ bỏ, để lại hồ sơ vụ án của Thiệu Phi Phi cho Kiko, yêu cầu cô xem xét. Trở về nhà, Kiko nhìn mẹ mình, Vương Kiều Vân, say rượu ngủ trên ghế sofa và nhớ lại, hóa ra Kiko còn có một chị gái cô, Vương Tiểu Khả, và mẹ có mâu thuẫn sâu sắc. Sau khi cãi nhau, chị gái cô đã mở cửa rời đi vào nửa đêm, Kiko tò mò nên đã theo dõi, nhưng mất dấu ở một góc phố. Khi tìm thấy, chị gái đã rơi lầu đăng xuất trước mặt cô, khi ngẩng đầu lên, có bóng người mơ hồ ở trên lầu. Sau khi tắm xong, Kiko lấy hồ sơ vụ án của Thiệu Phi Phi. Trong ảnh, Kiko nhận ra hình xăm du ở phía sau cổ Thiệu Phi Phi rất giống với chị gái mình. Vì vậy cô đã hack vào hệ thống, kết nối với máy tính của Thiệu Phi Phi và khi đào sâu vào, cô phát hiện một góc kín đáo, nơi có bí mật của Thiệu Phi Phi, nhưng ở đây, cô không thể phá vỡ tường lửa mà lại bị đối phương cài virus. Vương Kiều Vân đưa Kiko đến trường học của Vương Tiểu Khả để lấy đồ đạc. Lúc đó cha Lâm vẫn là một cảnh sát và chính là người chịu trách nhiệm về vụ án này. Vương Kiều Vân đã từ chối tiền quyên góp của giáo viên và bạn học và nói rõ với cha Lâm rằng không cần điều tra nữa. Kiko mang theo hộp dụng cụ đi bộ đến tòa nhà Lavender. Trên đường, cô đã lắp thiết bị điện tử vào các camera giám sát trên đường. Tại cổng khách sạn Tokyo, Kiko giả làm nhân viên bảo trì điện lực và cắm dây mạng vào hộp phân phối điện của khách sạn. Khi lễ tân khách sạn cảm thấy có điều không ổn và chuẩn bị ra ngoài để hỏi thì bị cha Lâm ngăn lại. Lễ tân nói với cha Lâm rằng Thiệu Phi Phi trước đây thường xuyên đến khách sạn của họ. Kiko qua camera giám sát thấy Thiệu Phi Phi vào ngày xảy ra vụ án mang theo vali đến khách sạn Tokyo. Và từ các bản ghi camera trước đó cũng thấy nhiều lần Thiệu Phi Phi xuất hiện, cô suy đoán rằng mỗi lần Thiệu Phi Phi đến đây đều sử dụng danh tính giả. Lâm Sâm cảnh báo Lý Sán không được coi thường vụ án của Thiệu Phi Phi, Lý Sán hứa khi có báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ thông báo ngay cho anh. Khi Lâm Sâm đang sắp xếp hồ sơ trên bàn làm việc của Lý Sán, anh tình cờ phát hiện ra một vụ án từ 5 năm trước, là vụ Phương Tư Nhã báo cảnh sát rằng có người xâm phạm cô ở khách sạn Tokyo tòa nhà Lavender. Khi cô tiếp cận thông qua mạng xã hội, phát hiện ra có học sinh đang thảo luận về Thiệu Phi Phi, một số nói Thiệu Phi Phi khá bình thường, nhưng người khác lại nói cô ấy là một cô gái không đàng hoàng, thậm chí còn thấy ảnh không phù hợp của cô. Nói chung, đó là những tin đồn giữa các học sinh. Kiko nói cô đã hack vào máy tính của Thiệu Phi Phi nhưng không phát hiện ra mối liên hệ đáng ngờ nào. Và bây giờ cô muốn xem điện thoại của Thiệu Phi Phi, cha Lâm miệng nói là vi phạm pháp luật nhưng vẫn lén lút vào sở cảnh sát để giúp cô lấy điện thoại. Lâm Sâm đưa hồ sơ vụ án của Phương Tư Nhã cho ông Trang xem, nhưng ông Trang lại khuyên anh không nên làm những việc không có ích cho sự nghiệp của mình. Lâm Sâm cảm thấy rất thất vọng, vừa lúc gặp cha Lâm đi ra từ phòng bảo quản chứng cứ. Lâm Sâm nói anh đã tìm thấy một cô gái khác, giống như Thiệu Phi Phi, cũng sử dụng danh tính giả để ở tại khách sạn Tokyo. Cha Lâm nói với Lâm Sâm phải kiên định lập trường của mình, không được dao động. Khi đang ăn, Kiko nói với Vương Kiều Vân rằng bây giờ cô phát hiện một vụ án giống với vụ án của chị gái mình, Vương Tiểu Khả, và có lẽ cô có thể thông qua vụ án này để tìm ra thủ phạm của vụ án chị gái. Vương Kiều Vân nói vụ án của Vương Tiểu Khả làm gì có thủ phạm, nhưng Kiko không nghĩ vậy, cô nói mình đã thấy rõ thủ phạm. Lúc này, cha Lâm đến, cha Lâm đưa điện thoại cho Kiko, phát hiện Kiko có một máy tính đang tải dữ liệu. Kiko nói trong máy tính của Thiệu Phi Phi có một ứng dụng gọi là Mát, khi cô cố gắng hack vào thì lại bị phản hack. Kiko hack vào điện thoại của Thiệu Phi Phi và phát hiện ra dữ liệu đã bị xóa sạch, nhưng cô vẫn tìm được nhật ký định vị GPS của điện thoại.
Ngoài những nơi thường đến như trường học và nhà, còn có một địa điểm Thiệu Phi Phi thường xuyên đến là công viên giải trí. Tại công viên giải trí, Kiko và Cha Lâm phát hiện một chàng trai đáng ngờ tên Neo. Neo nói lúng túng, lúc nói chỉ gặp Thiệu Phi Phi, lúc lại nói họ thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Lâm Sâm tìm đến Phương Tư Nhã, hỏi về cuộc gọi báo cảnh sát cách đây 5 năm. Phương Tư Nhã nói lúc đó cô còn trẻ, gọi báo cảnh sát chỉ là chơi đùa. Lâm Sâm cho Phương Tư Nhã xem hình xăm du sau cổ. Phương Tư Nhã nói không biết. Lâm Sâm nói với cô rằng cô gái trong ảnh đã đăng xuất tại khách sạn Tokyo. Phương Tư Nhã nghe xong liền đóng cửa. Cha Lâm và Kiko chờ Neo tan làm tại công viên. Cha Lâm nói rằng ông ta hiện giờ làm việc chăm chỉ tất cả đều vì con trai mình. Còn Kiko thì muốn tìm ra sự thật về vụ án của chị gái mình, Vương Tiểu Khả. Neo tan làm lúc hơn 8 giờ, rời công viên, Cha Lâm vội vàng lái xe theo sau, phát hiện Neo đến một khu biệt thự. Thay đồng phục giao hàng, giả vờ muốn chủ nhà ký tên ở cửa, trong lúc đó lấy ra một con dao găm giấu sau lưng. Cha Lâm và Kiko kịp thời giữ được Neo. Neo giận dữ nhìn người đàn ông quay trở vào nhà và nói với Cha Lâm và Kiko rằng chính người đó đã cho đăng xuất Phi Phi. Thiệu Phi Phi làm phục vụ tại một triển lãm tranh, tại đó cô đã gặp chủ sở hữu của bảo tàng, ông Pháp Nam. Ông Pháp Nam nói với Thiệu Phi Phi rằng nghệ thuật là khả năng cảm nhận bẩm sinh. Thiệu Phi Phi cảm thấy rất vinh dự khi được nghe ông Pháp Nam giải thích về các tác phẩm nghệ thuật. Neo kể cho Cha Lâm rằng vào ngày anh bị bắt nạt, Thiệu Phi Phi như một thiên thần xuất hiện trước mặt anh và đã giúp đỡ anh. Từ đó họ trở nên thân thiết hơn. Thiệu Phi Phi đặc biệt thích vẽ, anh luôn đồng hành cùng cô và Thiệu Phi Phi cũng đến công viên giải trí chờ anh tan làm. Nhưng Neo và Thiệu Phi Phi chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ bạn trai bạn gái. Trong tháng thứ hai họ quen biết, Thiệu Phi Phi đột nhiên biến mất. Khi Neo gặp lại Thiệu Phi Phi, cô đã thay đổi nhưng không giải thích lý do với Neo. Neo biết Thiệu Phi Phi có lý do gì đó không thể nói ra, cũng không hỏi thêm. Sau đó Thiệu Phi Phi đã chuyển vào ở nhà anh. Neo phát hiện ra Thiệu Phi Phi không còn vẽ nữa. Cô thường xuyên nhận cuộc gọi từ một người đàn ông, mỗi lần nhận điện thoại, cô đều trở về rất muộn hoặc hôm sau mới về, và mỗi lần trở về, cô đều khóa mình trong nhà vệ sinh, rất lâu không ra. Thiệu Phi Phi đã cắt tóc của mình và nhuộm thành màu đỏ. Sau đó, một lần Thiệu Phi Phi ra ngoài, Neo theo dõi và phát hiện người đàn ông đến đón cô là Pháp Nam, nhưng anh không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Kiko tìm đến Tina hỏi cô có biết Pháp Nam là ai không. Tina nói với Kiko rằng Pháp Nam có một phòng trưng bày nghệ thuật, giống một câu lạc bộ hơn là một phòng trưng bày nghệ thuật. Pháp Nam có nhiều bạn bè là người nổi tiếng và anh ấy ở dưới nước sâu. Cha Lâm sợ Kiko sẽ bốc đồng vì chuyện của em gái mình, nhưng Kiko lại buộc tội Cha Lâm điều tra vụ án Thiệu Phi Phi một cách ích kỷ vì lợi ích của con trai mình. Lâm Sâm phát hiện điện thoại di động của Thiệu Phi Phi bị mất. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện Cha Lâm đã lấy nó. Anh yêu cầu Cha Lâm trả lại điện thoại, nhưng Cha Lâm nói rằng điện thoại là của Kiko. Lâm Sâm ngăn cản cha mẹ của Thiệu Phi Phi và sẽ báo cáo vụ án. Anh ta nói với Lý Sán rằng hiện tại anh ta đang phụ trách vụ án của Thiệu Phi Phi. Kiko nói với Vương Kiều Vân rằng cô phải tìm ra sự thật. Vương Kiều Vân không còn cách nào khác là lấy ra một đoạn video về Vương Tiểu Khả hồi đó và nói với Kiko rằng sẽ rất tàn nhẫn nếu tìm ra sự thật. Cha Lâm mang thứ gì đó đến cho Lâm Sâm. Lâm Sâm nói rằng vụ án vẫn còn nhiều nghi ngờ chưa được giải quyết và anh ấy sẽ không từ bỏ chừng nào vụ án chưa được làm sáng tỏ. Lâm Sâm lại đến gặp Phương Tư Nhã, lần này dẫn Cha Lâm đi cùng, nhưng khi đến nhà Phương Tư Nhã, anh thấy một tờ thông báo cho thuê dán trên cửa. Kiko mở đoạn video của Vương Tiểu Khả, trong đó, Vương Tiểu Khả run rẩy ngồi ở đầu giường, bị một người đàn ông dùng roi quất. Lâm Sâm tìm thấy Phương Tư Nhã ở trạm xăng, nhưng Phương Tư Nhã từ chối hợp tác. Phải đến khi Cha Lâm trực tiếp hỏi cô xem cô có biết Pháp Nam hay không thì cô mới lạnh lùng nói rằng cô muốn nhanh chóng rời đi. Pháp Nam đề nghị giới thiệu cho Phương Tư Nhã một công việc làm người giữ trẻ, bao gồm cả chỗ ở. Phương Tư Nhã không suy nghĩ nhiều, theo Pháp Nam đến biệt thự của ông, nơi đang tổ chức một bữa tiệc với rất nhiều người. Pháp Nam nói với Phương Tư Nhã rằng ông phó rất ngưỡng mộ cô, sau đó đưa cô đến một phòng bí mật trong biệt thự. Nơi ông phó trần truồng nằm trên sofa, Pháp Nam yêu cầu Phương Tư Nhã massage lưng cho ông phó, trong khi mình ngồi bên cạnh và mở máy quay. Sau đó, Pháp Nam lại tìm Phương Tư Nhã, yêu cầu cô đến chờ tại tòa nhà Lavender. Pháp Nam nắm giữ tất cả thông tin cá nhân của Phương Tư Nhã, dọa sẽ công bố video của cô nếu cô không hợp tác và nói sẽ tặng cô một đồ chơi mới, đó là mát. Mát là một công viên giải trí dành cho người lớn, nơi mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính, độc thân hay đã kết hôn, để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của hội viên. Chỉ có Pháp Nam mới biết thông tin của tất cả người tham gia, trong khi người tham gia đều giấu tên, trừ những người được coi như nô lệ du. Hội viên cấp đầu chỉ chia sẻ ảnh ở sảnh, nếu muốn có quyền lực cao hơn thì cần sử dụng tiền ảo để mua đẳng cấp. Những hội viên lên tầng 2 sẽ có quyền kiểm soát du. Những cô gái đóng vai du sẽ được ghi lại và phát tán đến các nhóm khác nhau, họ không có nơi để chạy trốn, không có lựa chọn khác. Cha Lâm hỏi về cha của đứa trẻ trong bụng Phương Tư Nhã, cô hơi kích động, nói đó là con của cô. Phương Tư Nhã không tin rằng có thể đưa Pháp Nam ra trước pháp luật, ông ta có quá nhiều mối quan hệ. Kiko một lần nữa vào ứng dụng Mát, sau khi bị phát hiện đã giả vờ mình là hội viên, cô hỏi người đằng sau chiếc mặt nạ có biết Pháp Nam không. Người đó nói tất nhiên biết, sau đó tháo mặt nạ và nói rằng ông ta biết mỗi người ở đây. Pháp Nam đưa Thiệu Phi Phi đến gần nơi ở của một người đàn ông. Thiệu Phi Phi khóc nói bạn muốn tra tấn tôi đến bao giờ. Pháp Nam nắm tay Thiệu Phi Phi nói, chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao, làm người phải giữ chữ tín. Sau khi xuống xe, Thiệu Phi Phi khóc nhìn lại Pháp Nam. Pháp Nam trong xe dùng hai tay chọc vào khóe miệng, làm ra dáng vẻ mỉm cười. Thiệu Phi Phi tuyệt vọng bước vào con hẻm sâu. Cha Lâm đến nhà Vương Kiều Vân tìm Kiko, nhưng Kiko không ở nhà. Kiko tìm đến Ngô Chí Nguyên, với lý do trả nợ đã mượn tài khoản của Ngô Chí Nguyên để vào Mát. Trong Mát,
Kiko cố tình bắt chước giọng điệu của Ngô Chí Nguyên để thu hút sự chú ý của mọi người và đã tải lên đoạn video của Vương Tiểu Khả. Nhưng trong video, Vương Tiểu Khả đã được thay mặt bằng AI thành Kiko. Đúng như dự đoán của Kiko, đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý của Pháp Nam. Pháp Nam đã thêm tài khoản của Ngô Chí Nguyên và bắt đầu chế độ trò chuyện riêng tư. Anh ta yêu cầu Ngô Chí Nguyên gửi địa chỉ của cô gái trong video cho mình. Mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của Kiko. Ngô Chí Nguyên giao Kiko cho Pháp Nam. Trên đường, Kiko nói điện thoại sắp hết pin muốn sạc trong xe. Pháp Nam khinh thường lấy ra kính râm và nói, cứ để đó, dù sao bạn cũng không cần dùng nữa. Pháp Nam đưa Kiko đến một phòng ở tầng dưới cùng của biệt thự, yêu cầu cô mặc bộ quần áo mà anh ta đã chọn sẵn. Pháp Nam cầm dao hỏi Kiko là ai. Anh ta biết rằng Vương Tiểu Khả đã đăng xuất, video đã qua chỉnh sửa. Kiko không giấu giếm nữa, cô thẳng thắn nói mình là em gái của Vương Tiểu Khả. Pháp Nam nói video do anh ta quay. Và khi anh ta đặt dao xuống quay đi lấy rượu, Kiko nhặt lên con dao trên bàn nhưng không ngờ con dao có dòng điện. Kiko bị điện giật ngã xuống đất. Pháp Nam tháo cà vạt quấn quanh cổ Kiko và khi Kiko gần như không thở được, Lâm Sâm cùng người kịp thời đến và bắt giữ Pháp Nam tại trận. Lâm Sâm không tìm thấy gì ở Pháp Nam nên Kiko tự ý vào phòng thẩm vấn, tắt tất cả thiết bị ghi hình. Pháp Nam nói anh ta không cho đăng xuất Thiệu Phi Phi cũng như không cho đăng xuất chị gái của cô, anh ta không có lý do để cho đăng xuất họ. Mục đích của anh ta là kiếm tiền và Matt cũng không phải do anh ta tạo ra, anh ta chỉ là một tín đồ của Matt mà thôi. Những cô gái bị hại đều có đặc điểm chung là yếu đuối, có người đến thế giới này để thụ hưởng, còn có người để phục vụ. Pháp Nam tự nhận mình là người mà phụ nữ đều muốn có, là mẫu người đàn ông đều muốn trở thành. Kiko tức giận nói dù anh ta không cho đăng xuất những cô gái đó, nhưng hành vi của anh ta cũng đủ để anh ta xuống địa ngục. Trong bóng tối, Pháp Nam thấy các nạn nhân nữ tiến về phía mình, anh ta hoảng sợ, nói anh ta có nhiều mối quan hệ, Kiko không thể đụng vào họ. Kiko nhẹ nhàng nói, những người bạn đó của anh ta sẽ cùng anh ta ngồi tù, bởi vì khi chiếc điện thoại của cô đang sạc trong xe của Pháp Nam, cô đã thu thập được thông tin của những người bạn đó. Sau một hồi drama căng thẳng như phim truyền hình, Kiko cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng ngồi trên giường của chị gái, nức nở tâm sự với Vương Kiều Vân rằng, từ đầu đến cuối, bóng dáng người đàn ông áo đen chỉ là ảo ảnh. Bởi vì cái máy tính cứ bíp bíp suốt buổi sáng, Kiko lại lần mò vào thế giới ảo của Matt. Ở đó, cô phát hiện ra hồ sơ của Thiệu Phi Phi, chứa đầy ảnh của cô nàng. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như Kiko tưởng, nên cô liền gọi cho Lâm Mặc. Trong lễ tang của Thiệu Phi Phi, Kiko gặp Neo và cùng nhau nâng cốc hai chai coca không đường để mừng vụ án đã sáng tỏ. Neo biết ơn Kiko vì đã phanh phui sự thật, nhưng Kiko chỉ nhẹ nhàng đáp lại, chúng ta cùng biết đây không phải là toàn bộ sự thật. Neo, người đã giả làm nhân vật hoạt hình ở công viên giải trí để tiếp cận Thiệu Phi Phi, cô gái tốt bụng và hay giúp đỡ người khác, đã bắt đầu theo dõi và chụp lén cô. Neo đã có trong tay rất nhiều bức ảnh riêng tư của Thiệu Phi Phi nhưng không hề đăng tải lên mạng, bởi anh ta cảm thấy cô ấy khác biệt so với những cô gái khác. Để thể hiện tình yêu của mình, Neo đã mang theo một bó bong bóng để tỏ tình với Thiệu Phi Phi, nhưng cô đã từ chối anh ta trước mặt mọi người vì không có ấn tượng gì nhiều. Neo cảm thấy tổn thương và tức giận, đã đăng tải những bức ảnh của Thiệu Phi Phi lên mạng. Đó chính là lý do tại sao có sự chênh lệch thời gian giữa ngày chụp ảnh và ngày ảnh được đăng tải. Sau một màn trốn chạy không lối thoát cực kỳ điện ảnh từ những trò chơi tâm lý của phản diện cấp thấp là Pháp Nam, nàng thơ Thiệu Phi Phi đã không tìm thấy bất kỳ studio nào sẵn sàng chụp hình cho mình. Cuối cùng, cô tìm đến Neo, ngôi sao đang lên của làng giải trí và check-in tạm thời tại biệt thự sang trọng của anh. Neo, với khuôn mặt rạng rỡ như vừa trúng hợp đồng quảng cáo lớn, nhưng bí mật của anh không lâu sau đó đã bị Thiệu Phi Phi phát hiện như thể cô là nhà báo điều tra hàng đầu. Trong một cảnh quay đầy kịch tính, Neo tự nhận mình là người cứu rỗi đã đến khách sạn Tokyo để giải cứu Thiệu Phi Phi, nhưng cô nàng với ánh mắt sắc lẹm như cắt ngang lời đồn đại, cho rằng anh chẳng khác nào những nam chính khác, chỉ muốn chiếm đoạt cô. Trong một cảnh quay nóng bỏng, Thiệu Phi Phi cởi bỏ xiêm y và ôm lấy Neo. Anh chàng, trong một cú tuyết ngoạn mục, rút ra một ống tiêm từ hậu trường và đạo diễn một cảnh chuyển cô vào bồn tắm nước nóng và kịch bản tiếp theo là một cảnh cứa cổ tay đầy ám ảnh. Neo, trong một phút biện minh, tin rằng việc loại bỏ Thiệu Phi Phi chính là cứu cô khỏi kịch bản đen tối của cuộc đời. Nhưng, cú tuyết tiếp theo, khi Neo đang diễn hết mình, anh bất ngờ ngã quỵ không phải vì đạo diễn thay đổi kịch bản, mà vì Kiko, nhà sản xuất bí ẩn, đã pha chế một thức uống đặc biệt cho anh. Neo bị tiểu đường còn trên tay Kiko là insulin dành cho người tiểu đường. Nhưng Kiko không hề làm hại cậu ta, cô chỉ cho cậu ta ít thuốc an thần mà thôi. Kiko, sau khi gọi hồn cho Lâm Mặc để cảm ơn hợp tác của anh và xóa nợ theo hợp đồng đã ký. Chứng kiến Pháp Nam, nhân vật phản diện không đủ cấp độ, bị hạ gục bằng một phát súng trong lúc chạy trốn. Cô sau đó đạo diễn một cảnh hòa giải cho Vương Kiều Vân bằng cách tặng bà một quán chè để bà tự mình làm chủ tịch. Và như một cảnh hậu trường không ai ngờ tới, Kiko nhận được tin nhắn với một hợp đồng trị giá 5 triệu đô la Mỹ để mời cô đến New York. Ivy, người giữ chìa khóa của câu chuyện, đã đến nhà tù để gặp Neo. Cô truyền đạt thông điệp sâu sắc, mỗi người khi đến với sân khấu thế giới này đều có vai diễn của mình. Neo, giờ đây có thời gian để tập kịch bản cho vai diễn tiếp theo và Ivy đã mở cửa nhà tù cho Neo. Trên thế giới này 20% dân số nắm giữ 80% của cải, người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Vì vậy ba người sáng lập WePay CTO Trần Kinh Hán, CEO Kiều Thanh Sơn và CFO Hoàng Hải quyết tâm phá vỡ vòng lặp giới hạn này. Họ đã trải qua nghi ngờ, trải qua khó khăn nhưng luôn đứng vững cùng nhau đưa WePay phát triển mạnh mẽ hơn. Sáng sớm, chú Kiệt đẩy xe làm vệ sinh lên tầng 34, chú lau cửa và đẩy cửa phòng làm việc của Kiều Thanh Sơn, không ngờ Kiều Thanh Sơn vẫn đang ở đó. Sau khi cúp điện thoại,
Ông gọi chú Kiệt đến và đưa cho chú một bộ vest để cảm ơn chú đã cống hiến cho WePay bao nhiêu năm nay. Khi cô gặp Cha Lâm tại đồn cảnh sát, Cha Lâm bị buộc tội cho đăng xuất người và bị bắt. Năm 2018, các thám tử hàng đầu thế giới tập trung tại New York đã thành công trong việc tìm ra kẻ cho đăng xuất cháu trai của bố già phố Hoa Kiều, ông Bảy. Sau khi chia tay với Tần Phong, Kiko lại được mời đến Tokyo vào năm 2019 để giúp Tần Phong rửa sạch nghi ngờ và làm sáng tỏ sự thật của vụ án. Lúc đó, ở Tokyo, việc thanh toán bằng WePay đã bắt đầu trở nên phổ biến tại các cửa hàng tiện lợi. Sau khi xử lý xong vụ án, Kiko chia tay Tần Phong, nói rằng mối quan hệ đồng nghiệp thì vẫn hơn là bạn bè. Tần Phong nhớ lại lần mời Kiko, khi nào rảnh có thể đến Bắc Kinh chơi, Kiko cười và nói với Tần Phong rằng cô ấy có thể đi ngay lập tức. Cuối cùng cũng trở về nhà, ngay sáng hôm sau, Kiko bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, đó là Cha Lâm. Cha Lâm mang theo một bó hoa đến tìm Vương Kiều Vân, mời bà tối nay đến nhà hàng Minh Châu ăn tối. Vương Kiều Vân tiễn Cha Lâm ra cửa thì thấy email phản hồi từ WePay. WePay một lần nữa từ chối đơn xin vay của bà, nói rằng thông tin cung cấp không đầy đủ. Kiko nhận được cuộc gọi liên tục như sét đánh từ Tina. Tina thông báo cho Kiko, một kho bạc tư nhân chuyên phục vụ cho phần trăm nhỏ bé của giới thượng lưu. Tài chính ngũ liên của Benghazi, 2 tháng trước đã bị hacker tấn công và kiểm soát hệ thống thanh toán quốc tế. Nhưng hacker không hành động ngay mà dành cả tháng để theo dõi từng động tác của máy tính tại Ngũ Liên sau khi có được mật khẩu và tất cả thông tin đăng nhập. Vào ngày 4 tháng 2, tức là thứ năm theo giờ Benghazi, khi tất cả nhân viên đã tan làm, hacker bắt đầu hành động, liên tục gửi hàng loạt yêu cầu chuyển khoản đến tài khoản của họ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Đúng vào buổi chiều cùng ngày tại New York, nhân viên vẫn đang làm việc. Nhận được yêu cầu, họ đã gọi điện xác nhận với Ngũ Liên nhiều lần, nhưng tại Benghazi đã là nửa đêm thứ năm, điện thoại không ai nghe. Thứ 6 và thứ 7 là ngày nghỉ tại Benghazi. Mặc dù Ngũ Liên có một quản lý trực ca vào sáng thứ 6 đến văn phòng để in và kiểm tra danh sách giao dịch ngày hôm trước, nhưng máy in đã bị hacker làm hỏng từ trước, danh sách không thể in ra, quản lý trực cũng không để ý và đã đi mất. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã gọi điện liên tục và còn gửi fax cho tài chính Ngũ Liên nhưng không có phản hồi, máy in hỏng và mạng lỗi như một cảnh trong phim hành động. Đến thứ 7, người quản lý trực của tài chính Ngũ Liên đã dẫn đội ngũ kỹ thuật vào kiểm tra máy in. Và sau khi mạng được khôi phục, họ như tìm thấy bảo vật khi phát hiện thông tin xác nhận từ ngân hàng New York. Nhưng rồi, khi họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc vào ngày nghỉ cuối tuần ở New York, chỉ đến khi tài chính Ngũ Liên bắt đầu làm việc hết công suất vào chủ nhật, họ mới như những thám tử tài ba phát hiện ra rằng số tiền đã bị chuyển đến tài khoản của WePay ở bến cảng. Trong khi đó, như một cú tích không ai ngờ tới, ngày 8 tháng 2 lại là Tết Nguyên đán ở Trung Quốc và mọi người đều đang trong kỳ nghỉ, không thể thực hiện nhiệm vụ. Mãi đến ngày Tết thứ tư, tài chính Ngũ Liên mới liên lạc được với WePay, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, như cảnh phim kết thúc khi nhân vật chính nhận ra mình đã bị lừa. Tina, như một nhà phân tích tài ba, đưa ra giả thuyết rằng số tiền đã bị rút ra và rửa sạch qua nhiều kênh khác nhau, khiến cho tài chính Ngũ Liên như một diễn viên chính trong bộ phim cuộc đua tài chính đã bị đánh bại trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Trong thế giới quan của Tina, chỉ có Kiko mới có thể dàn dựng một trò chơi lớn như vậy. Vì vậy, cô không ngần ngại hỏi Kiko có phải cô ta đứng sau màn kịch này không. Kiko chỉ nhếch mép một nụ cười khinh bỉ và nói rằng nếu đó là cô ta, Tina chắc chắn sẽ không bao giờ biết được. Loại trừ Kiko khỏi danh sách nghi phạm, Tina thản nhiên nói rằng chỉ còn một người khác có thể. Trong một khoảnh khắc, Kiko như chợt nhận ra điều gì đó. Dù việc tìm lại tiền có thưởng lớn, nhưng Kiko không thèm phục vụ những người này. Trong khi đó, Cha Lâm hào hứng tham dự lễ nhậm chức của cục trưởng, nhưng khi phát hiện ra người nhậm chức không phải là Lâm Sâm, ông tức giận không thôi. Hóa ra, một nhân vật mới là Kiều San San đã được nhảy dù vào vị trí cục trưởng mới. Lý Ca nhắc nhở Cha Lâm rằng cục trưởng mới họ Kiều và đại gia của cảng biển, Kiều Thanh Sơn cũng mang họ Kiều. Kiko ghé qua tiệm chè của Vương Kiều Vân và phát hiện ra bà Vương đã cho một chàng trai trẻ thuê một phần cửa hàng để bán vòng hoa. Kiko nhận ra mẹ mình có vẻ đang rất cần tiền, nên cô đã đến trụ sở WePay, nơi đang tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập. Tina cũng ở đó, cô nói với Kiko rằng điểm bắt đầu duy nhất bây giờ là tìm ra người bên trong WePay đã bật đèn xanh cho hacker. Đúng lúc đó, một người đàn ông rơi từ tầng cao xuống và đăng xuất, đó là Kiều Thanh Sơn. Kiko nhìn lên tầng thượng và thấy Cha Lâm đang đứng trên nóc nhà. Vào đêm hôm đó, ông chủ Âu Dương lái siêu xe đưa Kiko lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi đã có đông đảo mọi người chờ đợi. Âu Dương hào hứng thông báo với mọi người rằng mục tiêu của họ chỉ có một, đó chính là chiếm đoạt thông tin nợ nần của tất cả mọi người tại cảng biển thông qua WePay. Họ đã xác định chính xác trung tâm máy chủ của WePay và vào đêm mai, nơi đó sẽ bị san bằng. Mọi khoản nợ của người dân cảng biển cũng sẽ được xóa sổ. Từ đó, cuộc đời của mọi người sẽ được khởi đầu mới. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Tina xuất hiện và cùng mọi người đeo mặt nạ. Trên bậc thang của tòa nhà WePay, Kiko ngồi thẫn thờ suy tư. Tina nói sẽ đi xem xét tình hình rồi chạy đi mất. Lâm Sâm dẫn người đến hiện trường vụ án, nhưng lại bất ngờ chứng kiến cha mình, Cha Lâm, bị còng tay. Kiều Thanh Sơn là cha của Kiều San San, nghi phạm là Cha Lâm, vì vậy Lâm Sâm bị đình chỉ công tác. Anh ta đau khổ nhưng không thể nói ra, chỉ có thể liên tục cho đường vào cà phê. Cha Lâm tìm đến Kiko, nói với cô rằng mình không phạm tội cho đăng xuất người. Lý do ông tìm Kiều Thanh Sơn chỉ là vì cảm thấy Lâm Sâm không được thăng chức làm cục trưởng nên muốn xả giận một chút. Khi đang cố gắng xông vào cửa, Hoàng Hải chặn ông lại. Sau khi nhận một cuộc điện thoại, Hoàng Hải dẫn Cha Lâm vào trong tòa nhà WePay. Hoàng Hải nói với Cha Lâm rằng Kiều Thanh Sơn đang đợi anh ta ở tầng 34, bản thân mình còn việc phải làm, Cha Lâm có thể tự lên lầu. Văn phòng của Kiều Thanh Sơn đóng cửa, Cha Lâm đẩy cửa vào và phát hiện Kiều Thanh Sơn ngồi quay lưng về phía anh ta trên một chiếc ghế văn phòng ở ban công.
Cha Lâm vừa đi vừa nói muốn trò chuyện với Kiều Thanh Sơn về vấn đề quan điểm sống, nhưng Kiều Thanh Sơn không hề có phản ứng. Cha Lâm hơi tức giận, vì thế anh ta tiến về phía Kiều Thanh Sơn. Ngay khi tay anh ta vừa chạm vào lưng Kiều Thanh Sơn, chiếc ghế của Kiều Thanh Sơn đột nhiên trượt về phía lan can ban công và người đàn ông đó từ tầng 34 rơi xuống một cách thẳng thừng. Kiko đã thề với Cha Lâm rằng cô sẽ làm sáng tỏ sự thật. Vừa bước ra khỏi cửa, cô va phải Kiều San San. Dù Kiều San San đang cố tránh mọi sự nghi ngờ, nhưng cô vẫn là sếp lớn ở đây. Kiều San San cảnh báo Kiko rằng dù Kiko có được cấp phép điều tra đặc biệt, nếu liên quan đến vụ án thì đừng hòng chạy thoát. Đối mặt với đoàn quân phóng viên vây quanh, Kiều San San thông báo cho mọi người biết rằng nghi phạm số 1 đã bị bắt ngay tại hiện trường, nhưng vụ án phức tạp, họ cần thêm thời gian để điều tra. Dù nạn nhân là cha cô, nhưng họ sẽ xử lý công bằng. Hiện tại có đội ngũ cảnh sát chuyên án đảm nhiệm và cô sẽ giữ vững lập trường để hỗ trợ vào thời điểm thích hợp. Về việc chuyển giao quyền lực của WePay, cô tuyên bố không tham gia, mọi chuyện do hội đồng quản trị và ban quản lý công ty quyết định. Cuối cùng, khi phóng viên hỏi về việc cô nhậm chức có liên quan đến Kiều Thanh Sơn hay không, Kiều San San chần chừ. Đúng lúc này, Hoàng Hải xuất hiện, phóng viên lập tức vây quanh. Trần Kinh Hán thông báo với mọi người rằng Hoàng Hải sẽ thay thế Kiều Thanh Sơn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Tina chặn Kiko lại, nói rằng Kiko vẫn như xưa, cần đến sự giúp đỡ của cô. Kiko nhớ lại vụ tấn công WePay trước đây, mọi thứ đã được sắp xếp cẩn thận, nhưng Tina, người điều tra viên của Venus về công nghệ tài chính, lại phản bội họ. Trước khi hành động, Tina đã tiết lộ danh sách tất cả những người sống sót, trừ tên của Kiko. Tina tin rằng Kiko đã bị Âu Dương tẩy não, những người sống sót thực sự không tồn tại. Chính cô đã giúp Kiko tránh khỏi nhà tù, nhưng Kiko vẫn không chịu hợp tác. Kiko trở về nhà để điều tra về ba anh em sáng lập WePay, phát hiện ra rằng mặc dù họ luôn tuyên bố mối quan hệ anh em không thể phá vỡ, nhưng giới lãnh đạo công ty lại có vẻ không mấy hài lòng với việc Hoàng Hải trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Qua một tín hiệu độc quyền, Kiko đã gặp được Âu Dương, người đã thừa nhận rằng chính ông ta đứng sau những rắc rối của tài chính Ngũ Liên. 5 năm trước, khi họ tiến hành kế hoạch nhưng không thấy bóng dáng của Kiko và từng đồng đội lần lượt bị cảnh sát tóm gọn, Âu Dương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu cuộc sống lẩn trốn. Bây giờ, anh ta muốn nghe giải thích từ miệng của Kiko, nhưng Kiko chỉ nhẹ nhàng nói rằng mình không muốn tham gia vào trò chơi của họ. Thực ra, trước khi hành động đó diễn ra, Kiko đã tìm gặp Âu Dương, nhưng vì tình cờ chứng kiến cảnh anh ta tán tỉnh một cô gái, Kiko đã tức giận đến mức không nói nên lời. Âu Dương cảnh báo Kiko đừng tiếp tục điều tra nữa, nhưng Kiko không để ý đến lời anh ta. Vương Kiều Vân mang cơm đến cho Cha Lâm, tức giận vì ông đã làm một việc ngốc nghếch, làm tổn thương những người yêu thương và được yêu thương xung quanh mình. Kiko tìm đến Tina, xin lỗi và tìm kiếm sự hợp tác. Kiko nói rằng mình đã gặp Âu Dương và khi Kiều Thanh Sơn rơi từ tầng cao, Âu Dương cũng có mặt tại hiện trường. Mặc dù vụ án kho bạc có liên quan đến anh ta, nhưng vụ cho đăng xuất người không phải do Âu Dương thực hiện. Lâm Sâm gửi hoa cho Tina, tình cờ gặp Kiko và bày tỏ mong muốn cùng Kiko tìm ra sự thật. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỷ niệm 30 năm thành lập WePay, ông chủ Kiều Thanh Sơn đã rủ dê hai người bạn cũ Hoàng Hải và Trần Kinh Hán quay lại quán bar mà họ đã từng khởi nghiệp. Và sau khi uống một ly, Kiều Thanh Sơn không vòng vo tam quốc mà thẳng thắn hỏi về số tiền của tài chính Ngũ Liên. Hoàng Hải thừa nhận chính là thủ phạm nhưng cũng khóc lóc rằng mình cũng bị lừa, chẳng nhận được xu nào. Kiều Thanh Sơn thông báo với Hoàng Hải rằng từ nay về sau, anh ta và WePay chẳng còn liên quan gì đến nhau. Mặc cho Hoàng Hải không quan tâm đến mặt mũi, quỳ xuống van xin, nhưng Kiều Thanh Sơn không hề lay chuyển quyết định. Trần Kinh Hán cũng cố gắng nói lời tốt cho Hoàng Hải, nhưng Kiều Thanh Sơn kịp thời ngắt lời và bảo anh ta rằng trong chuyện này, anh không có quyền lên tiếng. Tina đã giúp Kiko có được thẻ nhân viên của WePay, Kiko và Lâm Sâm đã lẻn vào tòa nhà WePay, còn Tina thì ngồi trong một chiếc xe gần đó, thao tác trên máy tính để hỗ trợ từ xa. Kiko và Lâm Sâm đã đột nhập vào tầng 14, Tina kịp thời làm nhiễu sóng camera giám sát, tạo ra 5 phút lợi thế. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Kiko đã thành công xâm nhập hệ thống giám sát của tòa nhà. Tina giúp họ xóa dấu vết và chỉ cho họ vị trí văn phòng của Kiều Thanh Sơn, nhưng có 2 viên cảnh sát đang canh gác ở cửa. Lâm Sâm đã sử dụng thế mạnh công việc để lừa họ vào cầu thang bộ và chặn cửa lại, sau đó cùng Kiko tiến vào văn phòng. Trước kia Lâm Sâm chịu trách nhiệm khám nghiệm hiện trường, lần này để tránh nghi ngờ, anh quyết định tìm kiếm thêm lần nữa xem có bằng chứng nào bị bỏ sót không. Lâm Sâm đã lấy được bản báo cáo tại hiện trường từ Lý Sán, trong đó suy đoán rằng Cha Lâm cố ý ném Triệu Thanh Sơn xuống lầu trong lúc tranh luận. Kiko vừa ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo chuyện của họ, vừa xịt hóa chất lên mặt đất vì Cha Lâm đã nói với cô rằng hôm đó anh ta bước xuống xe và giày bị ướt do dẫm phải nước. Chẳng mấy chốc, dấu chân xuất hiện trên mặt đất, cho thấy người đó đã đi thẳng từ cửa vào bên trong. Cha Lâm gọi tên Triệu Thanh Sơn nhiều lần nhưng không nhận được hồi đáp, từ đó Lâm Sâm suy đoán rằng Triệu Thanh Sơn đã đăng xuất trước khi Cha Lâm bước vào cửa. Tina kiểm tra và thấy rằng trong 2 giờ trước khi đăng xuất, Triệu Thanh Sơn không có bất kỳ hồ sơ cuộc gọi nào từ điện thoại di động hay điện thoại bàn. Nhưng từ video giám sát ngày hôm đó và lời tự thuật của Cha Lâm, Hoàng Hải tự xưng là sau khi nhận cuộc gọi từ Triệu Thanh Sơn mới yêu cầu Cha Lâm lên lầu, điều này cho thấy Hoàng Hải đang nói dối. Kiko kiểm tra kỹ lưỡng trạng thái quần áo của Triệu Thanh Sơn khi đăng xuất, phát hiện có dấu vết bị một loại dây quấn chặt. Sau khi lật qua tủ quần áo của Triệu Thanh Sơn, Kiko suy đoán đó là dây câu cá. Văn phòng của Hoàng Hải nằm ngay dưới văn phòng của Triệu Thanh Sơn, anh ta chắc hẳn đã dùng dây câu cá quấn lấy xác của Triệu Thanh Sơn. Và khi nghe thấy tiếng Cha Lâm đến ban công, anh ta đã dùng sức kéo mạnh dây để lôi Triệu Thanh Sơn rơi xuống lầu. Lúc này, Triệu San San dẫn đội tới kịp thời. Lâm Sâm chủ động xuống lầu đầu thú, còn Kiko thì tiếp tục tìm kiếm manh mối tại văn phòng của Hoàng Hải.
Triệu San San nhận được tin từ bộ phận khám nghiệm tử thi, thời gian đăng xuất của Triệu Thanh Sơn sớm hơn thời gian ước tính ban đầu của vụ rơi lầu. Lý Sán tìm thấy Hoàng Hải tại kỹ thuật viên và đưa anh ta về đồn. Anh ta cho Hoàng Hải xem dây câu và găng tay được tìm thấy trong két sắt ở văn phòng của mình. Không thể giữ vững lập trường, Hoàng Hải đành phải thú nhận sự thật. Trong những năm đầu, để phục vụ khách hàng, Hoàng Hải thường xuyên đến sòng bạc chơi một chút, không ngờ sau đó lại không kiểm soát được mình và càng đánh bạc càng lớn, nợ một khoản tiền lớn. Khi không còn lối thoát, một hacker liên lạc với ông ta, nói rằng muốn đột nhập vào kho bạc của Ngũ Liên. Số tiền rất lớn, ông ta liền bị cám dỗ, giúp hacker mở tài khoản giả trên WePay, nhưng cuối cùng vẫn bị hacker lừa. Không những không nhận được tiền, ông ta còn bị Kiều Thanh Sơn biết chuyện. Trong lúc tuyệt vọng, Hoàng Hải nhận được cuộc gọi từ hacker, người này nói rằng tiền đã bị Kiều Thanh Sơn lấy mất, nằm ngay trong văn phòng của anh ta. Vì thế, Hoàng Hải say xỉn đến tìm Kiều Thanh Sơn, không ngờ hệ thống điện của công ty lại gặp sự cố, nhưng ông ta không để ý, đứng ngoài văn phòng Kiều Thanh Sơn. Anh ta thấy Kiều Thanh Sơn đi ra từ bên trong và ông ta đã theo dõi đến khu vực thang máy, không ngờ cửa thang máy mở ra nhưng thang máy không lên. Một phút sơ suất, Hoàng Hải đã đẩy người xuống. Vì hôm đó là kỷ niệm hàng năm, Hoàng Hải đã sử dụng dây câu để thiết kế tất cả, chỉ chờ người thế mạng xuất hiện và cuối cùng Cha Lâm đến, lại còn đúng lúc muốn gặp Kiều Thanh Sơn. Vụ án đã rõ ràng, Kiều San San tự mình mở cửa phòng giam để Cha Lâm ra ngoài. Kiko kiểm tra người đã liên lạc với Hoàng Hải, người đó tên là Sống Sót, Kiko đoán đó là Âu Dương. Đúng lúc Kiko xuống lầu, thang máy bất ngờ gặp sự cố, khuôn mặt của Âu Dương xuất hiện trên màn hình bên trong thang máy. Hóa ra, anh ta luôn dựa vào Kiko để tìm ra sự thật cho mình và bây giờ, anh ta cuối cùng cũng biết tiền ở đâu. Nhưng anh ta phủ nhận mình là Sống Sót đã liên lạc với Hoàng Hải, bởi Sống Sót không phải là một người mà là một nhóm. Âu Dương một lần nữa cảnh báo Kiko không nên tiếp tục nữa. Tina giải cứu Kiko khỏi thang máy, Kiko yêu cầu nhân viên hạ thang máy xuống hết mức và cuối cùng, trên đỉnh khu vực thang máy, họ phát hiện ra một xác đang xuất mặc vest. Trần Kinh Hán thời nhỏ gia đình cực kỳ túng thiếu, không chỉ có em trai và em gái mà còn phải chăm sóc mẹ và cha thì đi kiếm tiền nuôi nhà. Nhưng trời xui đất khiến, sự mất việc đột ngột của cha đã khiến cho gia đình không mấy khá giả càng thêm chật vật. Khoản vay ngân hàng không thể trả, ngôi nhà cơ bản để sống cũng bị ngân hàng thu hồi. Vào buổi tối, cha anh đã âm thầm xé bỏ niêm phong của ngôi nhà để cả gia đình có thể trở về. Trần Kinh Hán nhìn bức ảnh gia đình khắc trên tường từ thời thơ ấu và suy tư. Đúng lúc này, Âu Dương xuất hiện, anh ta tháo mũ và nói với Trần Kinh Hán, chào người Sống Sót. Kiko hỏi Hoàng Hải về người mà anh ta đuổi theo vào đêm hôm đó có phải là Kiều Thanh Sơn hay không, nhưng Hoàng Hải cũng không chắc chắn. Lúc này, Lâm Sâm nói với họ rằng báo cáo khám nghiệm tử thi đã ra, người mà Hoàng Hải đuổi theo hóa ra là người làm vệ sinh chú Kiệt. Hoàng Hải liên lạc được với người Sống Sót vì người đó đã gửi cho anh ta một đường link. Kiko nói với Lâm Sâm rằng, bình thường, nếu ai đó bị đẩy từ tầng 34 xuống, việc tìm thấy thi thể ở tầng dưới cùng là hợp lý. Nhưng có một trường hợp khác, nếu thang máy đang dừng giữa tầng 34 và tầng dưới cùng, khi đó người bị đẩy sẽ rơi xuống đỉnh cabin thang máy. Và Hoàng Hải không thể tìm thấy thi thể ở tầng dưới cùng, từ đó suy luận rằng người rơi xuống không thể là Kiều Thanh Sơn. Sau sự cố, Hoàng Hải rơi vào trạng thái hỗn loạn tinh thần và trong khoảng thời gian anh ta đi xuống lầu, kẻ sát nhân đã điều khiển thang máy và đặt thi thể thực sự của Kiều Thanh Sơn ở tầng dưới cùng, khiến Hoàng Hải lầm tưởng mình đã cho đăng xuất Kiều Thanh Sơn. Kiko suy đoán rằng mục tiêu thực sự của kẻ sát nhân vào đêm đó là Hoàng Hải. Khi Hoàng Hải phát hiện Kiều Thanh Sơn không ở trong văn phòng, anh ta sẽ tự mình đi thang máy xuống lầu và với tình trạng say xỉn của mình, chắc chắn sẽ bị ngã xuống giếng thang máy. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của chú Kiệt đã làm đảo lộn kế hoạch. Lý Sán nói với mọi người rằng, báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng cho thấy nguyên nhân thực sự của sự ra đi của Kiều Thanh Sơn là do chấn thương nặng ở hộp sọ. Sau một cuộc bỏ phiếu nghẹt thở tại hội đồng quản trị, Trần Kinh Hán đã chính thức đắc cử làm chủ tịch hội đồng. Kiko và Tina phát hiện ra rằng, ngay sau khi Trần Kinh Hán nhậm chức, máy chủ của WePay liên tục trong tình trạng bảo trì, nhưng lượng giao dịch không hề giảm. Kiko đoán rằng có dòng tiền đang quay trở lại WePay. Trần Kinh Hán lẻn vào nhà Kiều San San, thẳng thắn thú nhận là mình đã cho đăng xuất cha cô. Hôm đó, Trần Kinh Hán xông vào văn phòng của Kiều Thanh Sơn, nói rằng số tiền đang ở chỗ của ông. Vì Kiều Thanh Sơn có quyền hạn cao nhất tại WePay, ông ta yêu cầu Kiều Thanh Sơn chuyển toàn bộ số tiền cho mình. Kiều Thanh Sơn không đồng ý, thậm chí còn nói rằng ngày hôm sau sẽ tự thú và làm sáng tỏ sự thật. Trần Kinh Hán tức giận đến mức cầm gạt tàn thuốc đập vào Kiều Thanh Sơn để tránh máu me bê bết, còn dùng túi rác để bọc đầu ông. Sau khi chuyển xác vào cốp xe, Trần Kinh Hán sử dụng mạng lưới để gọi cho Hoàng Hải, nói rằng Kiều Thanh Sơn đã lấy tiền và hiện đang ở trong văn phòng. Trong khi đó, chú Kiệt đang mặc bộ com lê Kiều Thanh Sơn tặng, dọn dẹp văn phòng. Khi Hoàng Hải đẩy chú Kiệt xuống giếng thang máy, Trần Kinh Hán đã chuyển xác của Kiều Thanh Sơn xuống tầng hầm thang máy. Kiều San San giương súng về phía Trần Kinh Hán, nhưng hắn không hề phản kháng, thậm chí còn khích cô báo thủ cho cha. Kiều San San không bóp cò, và khi cô hạ súng quay lưng, Trần Kinh Hán giật lấy súng và nhắm vào cô. Cuối cùng, Trần Kinh Hán bị Lâm Sâm bắn đăng xuất. Năm xưa, ba người hợp tác chặt chẽ, phát huy tối đa sở trường của mình. 10 năm gian khổ cuối cùng cũng thành công gọi vốn để WePay đi vào quỹ đạo đúng đắn. Giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dài. Tina nói với Kiko, chương trình mà Trần Kinh Hán thiết lập đã được chuyển đi, không ai biết phần cứng ở đâu. Và đúng lúc này, tất cả máy tính đều bị hack, một người đeo mặt nạ xuất hiện trên màn hình. Hắn tuyên bố với mọi người rằng xã hội hiện tại không có công bằng, bởi vì trò chơi từ đầu đã không công bằng. Nhưng may mắn thay, từ giờ trò chơi đã thay đổi, sau 10 phút, mọi tài khoản WePay của mọi người sẽ nhận được một khoản tiền lớn, đó là những gì mọi người xứng đáng có được.
bởi vì tất cả mọi người đều là những người sống sót. Kiko lưỡng lự, cô không chắc chắn liệu có nên ngăn cản Âu Dương hay không. Vương Kiều Vân nói với Kiko rằng chúng ta không nên lấy những thứ không thuộc về mình. Kiko tìm Âu Dương trên mạng, Âu Dương nói rằng chính Trần Kinh Hán đã khiến anh ta nhận ra Lòng Tham mới là kẻ thù lớn nhất của họ. Trần Kinh Hán dành cả đời để thoát khỏi cảnh nghèo khó, ông đã giao ổ cứng cho Âu Dương và để anh ta quyết định những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Âu Dương cắm ổ cứng vào máy tính, màn hình hiển thị số tiền 776 tỷ đô la Mỹ, giờ đây chỉ cần anh ta nhấn nút, mọi người sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó, trở nên giàu có qua đêm. Kiko cố gắng thuyết phục, nhưng Âu Dương không hề lắng nghe. Tài khoản ngân hàng của mọi người sẽ tăng lên một khoản tiền lớn, mọi người vui mừng nhưng đồng thời đó là lạm phát và xã hội ngừng trệ. Mọi người không còn làm việc, bệnh viện cũng chật kín người và còn có những người không hài lòng muốn nhiều hơn nữa, xã hội trở nên hỗn loạn. Đây là kết quả của sự ngây thơ không thể chịu trách nhiệm của Trần Kinh Hán và Âu Dương. Cuối cùng, Kiko kịp thời hack vào máy tính của Âu Dương để ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra. Kiko tìm gặp Âu Dương, nói rằng cô đã sửa chiếc vòng cổ anh ta tặng vào trong vấn đề này, cô kiên định với lựa chọn của mình là không sai. Kiko để Âu Dương đi và vứt bỏ chiếc vòng cổ. Mọi thứ trở lại bình yên. Cha Lâm biểu diễn tại cửa hàng chè của Vương Kiều Vân. Vương Kiều Vân rất vui mừng, Lâm Sâm và Lý Sán cũng đến ủng hộ. Tina lo lắng rằng đằng sau sự việc này có thể còn âm mưu khác và lúc này, điện thoại của Kiko reo lên. Kiều San San nói với Kiko rằng cô ấy đã từ chức sở trường, việc xử lý hoàn tiền còn liên quan đến nhiều vấn đề, phía sau tài chính Ngũ Liên là một tổ chức bí ẩn đang kiểm soát. Tên viết tắt bắt đầu bằng chữ Q, cô ấy hy vọng Kiko có thể tìm ra danh tính của họ và xác định đích đến cuối cùng của số tiền này và thế là Kiko hack vào tài khoản, nhấn nút. Bộ phim đến đây là kết thúc, nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.